Lại xin 2 lít. Thế là tự dưng mất tiền ăn sáng mấy hôm. Ok, cái phần này nó gọi là phần liên quan đến đo lường và thống kê công việc để chúng ta biết được thế thì việc làm hàng ngày báo cáo và xử lý như thế nào. Và chỗ này thì các sếp giao việc xuống dưới thì thực hiện ra sao. Như vậy thì chúng ta làm hoạt động liên quan đến vấn đề về kinh doanh thế này thì thường là nó sẽ phân ra làm ba cấp quản lý. Sẽ có cấp đầu tiên là cấp nó gọi là cấp lãnh đạo. Cấp lãnh đạo này ví dụ như là anh Tuấn là người sẽ đưa ra gọi là gì, đưa ra mô hình và đưa ra mô đồ. Thế này này học rồi đúng không? Tức là anh vẽ bản mô đồ canvas, anh đưa ra chỉ tiêu. Tức là cái này nó gọi là giống như kiểu cấp này là cấp vĩ mô vẽ thôi, chỉ đưa ra ý tưởng. Sau đó sẽ có một lãnh đạo số 2 nó gọi là cấp này là cấp thực thi. Cấp thực thi này nghĩa là từ ý tưởng và mô hình là sẽ đưa ra chỉ số, thiết lập ra timeline, rồi thiết lập ra các KPI, rồi vẽ các cái cột mốc công việc cần làm được. Cái này thì nếu mà trong phân đoạn công ty thì thường cái này gọi là ông giám đốc điều hành đấy. Trên này cấp đầu tiên là ông chủ tịch đấy. Chủ tịch thì là người đưa ra mô hình đúng không? Đưa ra cái phần vẽ bảng canvas đúng không? Để làm sao cho nó biết được là chạy như thế nào, giống như Bác Hồ ấy. Đọc cái luận cương của Lenin về Bác viết quả đường cách mệnh, sau đó Bác làm quả tư tưởng Hồ Chí Minh. Tất cả cái thứ là Bác đưa tư tưởng, sau đó Bác có đội ngũ gọi là bốn ông đồng trinh đúng không? Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Thì như vậy là các ông đấy sẽ tiến hành là đưa ra chỉ số, thiết lập timeline, vẽ KPI, đưa cột mốc. Để đạt được cái này thì cần bao nhiêu thời gian? Đúng không? Phải có những cột mốc để đo. Sau đó thì đưa ra các đầu việc phải làm. Và bắt đầu cái này nó phải gắn công việc. Gắn công việc cho từng bộ phận. Rồi thiết lập cái hệ thống báo cáo. Và cái phần quản lý cấp số 3 đó là những cái ông này gọi là cấp thừa hành. Cấp thừa hành là chỉ làm và không nghĩ, báo cáo theo đúng cái đầu việc được giao. Và thực hiện báo cáo hàng ngày. Ở rất nhiều doanh nghiệp có hay gặp phải một vấn đề đó chính là lãnh đạo thì làm tất, thậm chí là đến cả phần báo cáo cũng phải làm. Nhân sự thì lại giao cho việc là phải nghĩ, tức là cho các bạn ấy nghĩ nhiều quá, nghĩ nhiều quá thì biết điều gì xảy ra, không nghĩ nhiều quá anh không làm được vì sợ. Rất nhiều trường hợp sếp cứ giao mày đấy, anh cho mày làm kênh này mày làm đi, giao việc một giao việc cho những người không biết đấy thì họ có riêng cái thời gian mà nghĩ khi mất 80% thời gian rồi. Và thường nữa là vì họ không là người quyết định nên là không chốt được cái phần này đâu, nên cái này phải phân biệt rất là rõ ràng. Ví dụ phần này là anh được vẽ rồi đúng không, anh phải vẽ ra này, sau đó thì anh phải gắn cái chỉ số này, thiết lập nó vào, xây dựng bảng 3C rồi các cái phần công việc khác nhau để làm được cái hoạt động. Cho cấp thực hành là mọi người chỉ giao đúng công việc thôi. Thì lúc này nó mới có một cái đầu tiên đúng không, là có các cái phần nó gọi là các cái chỉ số chúng ta cần thiết lập khi mọi người thực hiện marketing, các chỉ số cần biết để thực hiện marketing. Và cái này nó gọi là bảng 3C. Cái bảng 3C này nó gồm có 3 chỉ số. Chỉ số đầu tiên là C3. C3 này là số đơn. Như vậy khi làm kinh doanh mình phải tính ra được số đơn. Ví dụ như bây giờ là bảng hôm trước là anh tính cái số đơn của mình trung bình là bao nhiêu?
Thì thông thường là cái số đơn của anh bây giờ anh tính thế nào? Và bây giờ bắt đầu câu chuyện của anh. Cái bảng hôm trước của anh đâu? Anh tính số đơn như nào rồi? Cái bản mua mua đồ các bác đấy. Và ví dụ như bây giờ đấy, anh hôm trước anh vẽ rồi đấy, anh tính ra số đơn của mình sẽ là bao nhiêu này? Bản tính số đơn cụ thể ra thì anh chưa tính đâu, anh chỉ mới tính mình như đưa ra cái bản mô đồ con Ví dụ như bây giờ một tháng mắt. khi mà anh gán việc giả sử doanh số của bên anh gán cho một cái sản phẩm nó khoảng tầm 300 triệu đi, thì như vậy anh có tính ra được luôn là cái sản phẩm đấy là phải bán được bao nhiêu đơn không? Không Sao không anh không tính như vậy? đấy, cái số lượng nó thay đổi theo từng đơn À không, thì anh lại quy định là anh không tính số đơn của anh là bằng sản phẩm nữa, anh tính số đơn của anh bởi giá trị hợp đồng nữa. cái hàng rất là khó bởi vì là Nhưng mà anh vẫn phải tính, tại vì anh phải tự phân chia. Ví dụ như em bây giờ em là chủ xưởng gốm đúng không, thì như vậy em muốn đặt mục tiêu một tháng em bán được 1 tỷ tiền hàng, thì như vậy em có 15 dòng hàng em phải tự ốp xuống dưới. Là như vậy, ví dụ như là với ấm chén, khách hàng thường sẽ là mua lẻ một một bộ, thì như vậy số đơn sẽ tính theo bộ, nhưng vẫn là cái ấm chén đấy em lại có cái sản phẩm dịch vụ thứ hai, đó là làm quà tặng. Mà quà tặng trung bình hợp đồng của em thấp nhất nó là tầm 50 bộ, sẽ có 100 bộ và có 500 bộ, có 1.000 bộ. Thì như vậy trong một tháng em chỉ kỳ vọng là ký được một lần đơn hàng 1.000 bộ, đúng không ạ? Em sẽ kỳ vọng ký được khoảng tầm 3 đơn là 500 bộ, em kỳ vọng sẽ ký được 10 đơn là 200 bộ, và khoảng tầm 20 đơn là 50 bộ. À, là tổng bây giờ Đấy, bây giờ anh thử xem báo cáo lại như nào, các bạn để báo cáo thế nào. ví dụ trong 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 một tháng ví dụ là sẽ tính từ tháng 10 hoặc tháng 11 có khoảng bao nhiêu, tất nhiên có khoảng bao nhiêu con cụ thể mình sẽ phải xem. Cái này là các bạn phải báo cáo được cho anh cái C3. Cho nên việc đầu tiên là anh phải tính được C3 trước. Cái này mình sẽ ốp thẳng luôn vào một cái. Và cái C3 này, cái này Tuấn nhé, C3 này lại liên quan đến vấn đề việc là cái số đơn này. Là bao giờ cũng thế, là do mình tự quyết, mình sẽ quy định cái đơn hàng. Tại vì sau này sẽ dùng cái này để áp vào đầu từng người một. Và các bạn sẽ biết được là bao nhiêu ngày phải hoàn thiện được một đơn. Thế cái C3 này phải tính luôn này. Doanh nghiệp nào phải tính được C3 này. Anh thử tính với cả một cái sản phẩm của mình xem nào. Đấy, ví dụ như là vào tháng là từ tháng tháng 11 đấy của mình có khoảng 10 khoảng 10 10 15 đơn, mỗi đơn khoảng 10, tức là mỗi một đơn nó khoảng độ 26 triệu đúng không? Cái Đấy. sao cái số 26 triệu đấy là do mọi người tự quyết định hay là mọi người chỉ tính tổng ngược lại là sau khi hoàn thành rồi thì mới biết là như vậy? Là xong hoàn thành là nó Vâng, thì thường là mục tiêu cái này là phải làm trước. Cái này nó giống như kiểu gán ấy, để mình chọn. Ví dụ như là anh có thể phân ra gì, anh muốn có một khách hàng 100 triệu mua cái đơn này, anh muốn có 5 khách hàng 200 triệu, là cái đấy anh phải tự chia ra từ đầu rồi. Thì cái này nó gọi là phân bổ mục tiêu và thiết lập ra cái phần này, tại vì là anh đã vẽ cái chân dung khách hàng ra rồi. Thậm chí là anh còn phải chia ra là C3 này gán với từng đầu khách hàng nhé. C3 này này là anh còn gán với từng đầu khách hàng. Anh thử chia ra một cái. Sau đó thì sang cái thứ hai. Nó có chỉ số thứ hai là C2. C2 này là số tương tác. Số tương tác này thì nó lại phân theo kênh marketing. Ví dụ như là với Google Search thì nó là click đúng không? Google Search này. Với cái thằng quảng cáo của Facebook thì nó là lượt Messenger. Với thằng marketing ở trên web thông qua quảng cáo Google có khi nó là cuộc gọi. Với hoạt động anh chị làm trực tiếp có khi nó là cuộc hẹn đúng không? Nếu mà anh chị làm hội thảo có khi nó là gì, nó là số lượt khách đến hội thảo.
Thế bây giờ anh thử phân ra xem là như là của anh là bao nhiêu cuộc gọi ra một đơn. Đấy, bây giờ anh tự phân đấy. Bao nhiêu cuộc gọi thì gặp chốt được một đơn, bao nhiêu tin nhắn ra một đơn, gặp khách hàng như thế nào? Đấy, thì bây giờ anh phải phân, anh tự nốt vào cho em. Ví dụ như là bọn em bây giờ còn thậm chí nữa nhé, nếu cái này em đến cửa hàng đúng không? Cái này mà em ra cửa hàng này. Ví dụ như bên em còn tính ra được là thế thì bao nhiêu khách hàng vào cửa hàng thì ra một đơn. Rồi, ví dụ như bên anh có thể tính tiếp được là gì? Nếu mà không có cái phần này thì anh có thể tính thêm Zalo. Bao nhiêu chat Zalo. Rồi nếu sau này anh có sale đi trực tiếp thì bao nhiêu lượt sale đi trực tiếp để ra một đơn, thì cái đấy nó gọi là C2. Cái bảng này anh đã thống kê bao giờ chưa? Đấy, thì bây giờ anh chị bắt đầu phải làm rồi. Tại vì theo như thống kê như thế này thì em thấy là cái tỷ lệ chốt thành công nhất của bọn em đó là gặp trực tiếp. Và thông thường là bọn em chạy quảng cáo thì cứ ở tầm 5 khách mà hỏi thì sẽ hẹn được một cuộc. Thì mình đến gặp trực tiếp luôn. Mà đến gặp trực tiếp thì gần như tỷ lệ không, tại vì là mình hẹn họ dễ. Hẹn họ rất dễ. Tại vì là sao vậy? Khi nói chuyện mình sẽ nói họ là gì, anh chị có nhu cầu đúng không? Bọn em lại là đơn vị chuyên nghiệp. Mà anh chị có nhu cầu thực tế thì chúng ta phải gặp nhau. Và nếu mà hỏi nhiều không tiếp. Mà tại vì mình tiếp làm gì đâu. Tại vì hỏi thật là bây giờ giả sử họ có nhu cầu thì đúng là họ phải gặp mình. Còn nếu bây giờ họ cứ hỏi lằng nhằng thì mình nói luôn thôi, anh hỏi lằng nhằng, anh khảo giá, anh hỏi bên khác, đỡ mất thời gian của hai bên. Tại vì bây giờ phải nói thật là mình thời gian rất là bận. Anh phải tính tiếp nữa vì cái này còn liên quan đến cái năng lực xử lý của nhân viên. Sau khi anh tính được cái C2 này rồi, anh còn biết được là nhân viên nào là năng lực tốt và nhân viên nào không tốt. Tại vì sau cái này mình sẽ tính được tỷ lệ này, mình tính được tỷ lệ của nhân viên. Nghĩa là nhân viên tốn bao nhiêu thời gian để ra được một đơn. Đúng không? Tốn bao nhiêu cuộc gọi để ra một đơn. Nhân viên nào năng suất cao, nhân viên nào năng suất thấp là nó nằm hết ở chỗ này. Nhân viên nào làm không cẩn thận là nó cũng nằm ở đây. Tại vì là nếu đoạn này giả sử nhé, anh mà là giao người, anh giao cuộc hẹn cho nhân viên, phát anh biết ngay nhân viên nào có tỷ lệ cuộc hẹn tốt. Đúng không? Anh tính cái số lượt khách hàng đến cửa hàng, anh biết ngay là địa điểm nào của cửa hàng kinh doanh là tốt, khu vực nào là lắm khách hàng đến, đúng không? Sau đó tiếp theo anh chat Zalo, cái anh biết ngay là chat bao nhiêu lâu với một khách thì sẽ ra được. Rồi chat nội dung gì với khách thì sẽ chuyển hóa thành đơn được. Đấy chính là cái phần này. Thì cái này nó gọi là C2. Và nhiệm vụ của mọi người là phải tính ra được là thế thì tất cả những cái tương tác của mình bây giờ nó sẽ là bao nhiêu, hoạt động nó sẽ kiểu gì. Vì nếu mình không tính toán được là cái hiệu quả của mình nó sẽ rất là kém. Thứ nhất là bây giờ là ở đây cái quảng cáo chưa làm đúng không? Nhưng mà cuộc gọi thì anh làm chưa? Thế như vậy anh thấy là cuộc gọi bây giờ của mình như thế nào? Nó không hiệu quả. Tại sao? Không, tức là khách gọi đến. Nếu mà khách gọi đến thì gần như là cái tỷ lệ tuyển thưởng về đơn là khá là cao. Ok, như vậy thì khách đến bây giờ là đến từ nguồn nào? À thì đấy, đấy không bàn. Đúng rồi, thì lại phải tính. Thì bao nhiêu là khách mới, bao nhiêu là khách cũ, tỷ lệ nó như thế nào? Không, tại vì vấn đề thế này là anh chị chưa có hệ quy chuẩn. Nhưng mà sau này là bắt đầu là phải mỗi ngày đến 4 giờ chiều là bắt đầu phải bóc tách với nhau về quy chuẩn. Ví dụ ngày hôm nay là ví dụ công ty có 10 cuộc gọi đến, thì 10 cuộc gọi đến từ đâu? Đúng không? Ai là người xử lý? Kết quả nó như thế nào, giá trị của nó ra sao, hoạt động của nó thu được cái gì, thì toàn bộ những vấn đề đấy mình phải là người nắm bắt được. Tại vì nếu mình không nắm bắt được thì không thực hiện được công việc, đúng không? Cho nên lúc này mình thấy là thế thì ai sẽ phải là người lấy cái dữ liệu này cho anh? Nhưng mà nhân viên bây giờ không giao thì các bạn ấy làm không? Sao khó? À, thì thế thì để sếp biết được là công ty đang không có khách hàng mới. Và như vậy thì khách đến chủ yếu
Cái tương tác này ghi nốt lại, cuộc gọi chủ yếu toàn là những người mà đã biết đến công ty rồi. Thì suy ra là công ty đang ăn trên cái thịt của mình. Bên mình khách hàng mới, tức là tặng nhau mới. À, thì cái việc đấy hoàn toàn làm được. Thế nhưng anh phải đo. Và anh lúc đấy anh tính được tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm khách hàng cũ, bao nhiêu phần trăm khách hàng mới. Và công ty tăng trưởng lên không? Hay là đang bị một việc là chỉ sống trên tập cũ và cùng 10 năm nay nó vẫn là như vậy, thậm chí là đơn giảm đi tại vì là sẽ chuyển đổi sang một số khách hàng mất 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 đi thị phần. Và trong khi đó mình không đào thêm thị phần mới. Nó không khác gì việc bây giờ là vẫn là cơ thể anh em mình, đúng không? Ngày xưa khoảng tầm cách đây 10 năm tập thể thao còn khỏe. Và sau đó thì không tập nữa, ăn dần. Cắn dần cắn dần tới một ngày tự dưng thấy cơ thì teo tóp. Lúc đấy bảo cơ sức khỏe của mình đi đâu hết rồi, chẳng qua do mình không tập thôi thì tiêu dần. Thì lúc đấy nó bắt đầu phân tích tiếp thôi, rồi sau đó cái số tương tác này có thể tính tiếp theo khu vực vị trí, nó sẽ khoảng thời gian, rồi theo sản phẩm. Mấy cái này phải làm hết. Ví dụ như là sản phẩm nào được người tương tác nhiều nhất, sản phẩm nào mà khách hàng đến hỏi phát mua luôn, hỏi đến mua luôn, sản phẩm nào hỏi nhiều mà không mua, sản phẩm nào hỏi và tỷ lệ chuyển đổi ở trên đấy giá trị mang lại cao nhất, thì cái này các sếp phải tính ở cái bảng này ra chứ. Thậm chí nữa là gì, là sản phẩm nào gặp nhân viên nào nói một cái câu nào thì chốt được sản phẩm đấy. Thì giống như lúc nãy em có nói với anh là sau nhiều năm làm kinh doanh online thì em phát hiện được một điều, đó là thằng nào mà hỏi nhiều là thường không mua. Và như vậy thì tốn thời gian chat thì nó làm gì? Tại vì nếu cứ cho một nhân viên mà mất khoảng tầm 20 phút chat với một khách, khách hỏi quay cuồng khi mất một tiếng, thì nếu bây giờ em là đối thủ, em giả vờ em cho nhân viên hỏi đều một tầm, đúng không, 20 cái đơn hỏi đều ấy, thì mất bố của mình bao nhiêu phần rồi. À, không sao, nhưng ý em đưa nói là mình chuyển. À, không sao cả, nhưng ý em đưa hỏi là gì, là phải xin được thông tin của họ. Nghĩa là mình sẽ không chat, không nói chuyện với những người không có thông tin. Và cái nữa mình sẽ nói luôn là cái việc này bao giờ cũng thế, là em xin phép cho em gọi điện lại cho anh trước, tại vì để em khảo sát ít thông tin, sau đó thì anh em mình sẽ làm việc nó hiệu quả hơn, đúng không? Cái thứ hai nữa là có thể em gọi video call cho anh để anh nhìn thấy luôn cơ sở vật chất của bên em. Và còn lại khách cứ bảo mày báo giá không đi thì ok, đây đây được gửi cho anh cái đường link web, anh thích xem thì xem. Nước ngoài là nó cho đi theo nó live stream luôn. Ví dụ như là anh định mua xứ của ông này thì ông này ông phải chứng minh là thương hiệu ông có này, đúng ông, rồi ông có này. Ví dụ giả sử bây giờ ông em mua giả sử như là bình hoa như này, đúng không, rồi dung tích thế nào thế kia, thì ông này ông phải đứng từ chỗ đó, không phải đưa hướng được cái ca vào cái đó chứ, chứ không phải là hỏi hỏi có mua đâu, hỏi Trung Quốc đâu, nó đọc nó phải có cửa hàng, và nó lúc đó nó phải lúc nào nó giúp sự ở cửa hàng nhà đó, chứ nó không phải ngồi không. Và cái nữa ấy, là lúc đấy bắt đầu phải quay lại, bọn em bây giờ phải đi gọi là nói show đối thủ, phải viết rất nhiều bài nói với mọi người là gì, bây giờ đi mua hàng thì không được trực tiếp báo giá online, một là phải ghé qua cửa hàng, không thì phải gọi video call, nghĩa là mình giáo dục thị trường, thì mình đo tỷ lệ đấy mà. Tại vì sau này bắt đầu làm dẫn đến mức giống như hôm nay kể với anh chị, là bây giờ làm sao biết được đâu là bát hương Trung Quốc, đâu là bát hương của Bát Tràng. Thì như vậy mình sẽ phải nói là bát hương dòng năm móng là dòng đó, thì cái đấy mình phải là người đào tạo rồi. À, thì đúng rồi, thậm chí nhá, nhiều bọn nó còn bảo là để mua hàng phải đến chỗ này vì nếu không bọn này toàn bán được tàu. Đúng rồi. Không, thì bây giờ câu chuyện là thằng nào chứng minh được. Cho nên ví dụ như bây giờ em phải nói mọi người là mua hàng thì thằng nào mà có hàng ở cửa hàng thì mới thắng. Đúng rồi. Cái thứ hai là mua hàng thằng nào mà có xưởng to thằng đi thắng. Sau đó gọi điện được, bình như mình chơi kiểu phải nói mọi người là không nên mua hàng của thằng nào mà không dám gọi điện video call. Bởi vì thế này, bởi vì là anh thấy là cái tức là trong vòng mấy năm vừa rồi nhé, thì Facebook với cả Zalo nó phát triển nên thành ra là cái tỷ lệ gọi điện nó sẽ bị giảm, như kể cái anh thôi. Ngày xưa anh hai tay hai súng bắn vòng nó biết được, nhưng mà điện thoại chưa đổi được, nhưng bây giờ bản thân mình gọi ấy, thì chỉ dừng rồi nó khi nào mà đâu đó đang hẹn nhau đi uống bia ở ngoài đường thì alo thôi, chứ không em thấy gọi bây giờ cũng gọi Zalo, gọi Messenger, chứ không đâu nào gọi cái kia đâu. Nhưng mà ngại gọi. Tại vì là bây giờ là không lưu cái số điện thoại nữa. Tại vì một là đổi máy, hai là cắt. Bây giờ là lưu ở trong Zalo hoặc là Facebook. Cứ thế mà gọi nhau thôi.
thì nó dẫn tới một việc, tức là vẫn là cuộc gọi thôi, ở đây mình không bàn đến là gọi thật là số hay là gọi qua mạng thoải mái, nhưng điều quan trọng là vẫn là phải nói chuyện thật. Và cái thứ hai là mình phải nói cho mọi người là gì, là mọi thứ làm bây giờ là phải thực tế. Và bắt đầu mình mới sâu cái này, hôm trước anh em mình làm phần 7P đúng không? Thế như vậy trong 7P nó có một cái là cơ sở vật chất. Cơ sở vật chất nó là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Và hiện tại bây giờ nó là như thế. Tại vì nó có một điều là khi mà anh có cơ sở vật chất rồi thì anh đánh nhau chúng nó rất dễ. Thì thế, thì em nó bảo bên mình là có một cái lợi thế đầu tiên là kho hàng lớn. Cái thứ hai nữa là sếp phải quan hệ nhiều với cả công ty to, cứ đến đấy quay phim chụp ảnh mét nhè và bảo đây toàn là khách hàng của bên mình. Tất cả công ty làm máy ra bánh hoàn toàn có thể là cho người đến để kết nối được, quay được. Thế thì anh phải tính tỷ lệ tương tác, tính cái phần này vào, anh gắn. Tại vì ví dụ như giá trị cốt lõi của bên mình nhé, đó là mình có kho, có quan hệ, có kinh nghiệm nhiều năm. Cái nữa là liên quan đến vấn đề việc là cái năng lực cung ứng của mình tốt. Thì như vậy khi mình quảng cáo là mình đè bẹp được hết tất cả những cái ông mà không có cái năng lực đấy. Tại vì thực tế trong kinh doanh nó có một cái rất hay, là khi nào mà mình có những cái năng lực vượt trội đấy là mình phải tận dụng để mình triển khai. Ví dụ như là em có cái năng lực rất tốt của bọn em, đó là cái năng lực liên quan đến vấn đề về nói. Đúng không ạ? Thì như vậy em phải làm gì? Phải nói. À, phải nói, quay phim nhiều, liên tục vào đọc bài, phân tích rồi quay phim. Ngày nào cũng phải quay vài cái, chia sẻ, phân tích. Không có cái này thì phải tìm cách bịa chuyện ra mà kể. À, nếu đến một ngày tự nhiên bí ý tưởng quá là bắt đầu lại thấy ông Hoàng kể chuyện ma. Đúng không? Thay những ông ngạt, đúng không? Xong rồi thay luôn cả Trần Soạn nữa. Tại vì họ đọc được, mình cũng đọc được. À, và tiếp theo nữa là liên quan đến kể cả kiến thức. Ví dụ như là bây giờ chúng ta có thể kiến thức tiếng Anh tốt, mình hoàn toàn mình có thể lấy những cái tài liệu tiếng Anh về mình đọc cho mọi người nhìn. Sau đó ví dụ như anh lại có thêm tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, bây giờ anh làm cái phần đấy nó còn kinh nữa. Tức là những cái hình ảnh đấy nó là hình ảnh nó khác biệt được. Thì đây nó chính là C2. Thì cái này phải đo. Cái này là tất cả hoạt động công ty là phải đo hết. Thậm chí là theo sản phẩm này, rồi tiếp theo là theo giới tính, nam nữ, đúng không ạ? Rồi tiếp nữa là theo doanh thu. Thì cái này nó gọi là C2. Cái này thì tùy thôi, anh có thể vẽ hết tất cả những cái yếu tố này ra. Thì theo anh bây giờ vùng miền nào của anh được kinh doanh tốt nhất? Ở đoạn nào miền Bắc? Miền Bắc là Hà Nội. Thực ra là có thể là công ty người ta ở Hà Nội nhưng mà nhà máy người ta để ở đâu đấy, nhưng mà tính chung là công ty người ta mua ở địa bàn này, công trình ở nơi khác, tức là phía công ty đang ở đô, trụ sở của nó là toàn ở đô. Thế bây giờ lúc này phải tính. Tức là bây giờ mình phải tính xem là ở khu vực nào, đúng không? Thì hôm trước mình học cái công cụ Google Trends, mình đã tính một phần rồi. Và mình biết được ở khu vực nào là cái khu vực mà có cái tỷ lệ người tương tác tốt, mình biết chỗ đấy rồi. Sau đó mình cắn thêm vào cái này, đúng không? Sau đó mình đo theo. Thì cái này trên website chúng ta có cái thằng Google Analytics, mình biết cái này rồi, đúng không? Cái thằng này nó sẽ đo cho mình chi tiết được là khách ở đâu, như thế nào, đọc cái gì nhiều, nội dung ra sao, mình đối chiếu hoạt động này vào. Rồi mình có C1, chỉ số thứ 3, C1, đó là lực hiển thị. Ví dụ như là Google, thì có rất nhiều người là người ta nhìn thấy quảng cáo nhưng người ta không click, đúng không? Có không ạ? Nếu anh chị quảng cáo cái biển ngoài trời thì có đo được cái lượng người đi qua nhìn cái biển không? Nó được, cái thằng bán quảng cáo cho mình biển đấy nó phải có thiết bị. Nó đo được cho mình biết là khi mà đi qua trong vòng 1 giờ ở cái biển đấy sẽ có bao nhiêu người ta traffic đi qua, đo được ở phố mà. Sau đó sẽ tính được tỷ lệ trung bình. Sau đây mình tính được với cả cái kết quả mình thu về từ cái việc quảng cáo, mình sẽ đo ngay được tỷ lệ là bao nhiêu. Có hết tất cả cái việc đo nó.
nó có hết phương pháp, nó có phương pháp kể vận. Kể cả mình đi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có một cái biển cấm ở đấy, nó sẽ đo được cái lượng khách để cái tập vào mặt cái biển quảng cáo nó đập vào mặt mình. Khác gì bây giờ như là bây giờ cái phần BOT bây giờ người ta ngày xưa không đo, bây giờ lắp cam vào đếm, không đếm nữa thì lắp thông qua cái dán cái thẻ vào thì gần như là đi qua bao nhiêu ngày đến hết. Vấn đề tôi có làm hay không cái giải pháp nó có ưu thế cho hay không? Với cả cái nữa là liệu số liệu đấy có bóc lách được không thôi. Chứ còn bây giờ là mình biết được hết lưu lượng. Cái này mình phải đo được lượng hiển thị. Tức là mình phải biết được là bao nhiêu người nhìn thấy, bao nhiêu người tương tác, xử lý. Đây là những cái con số mình phải làm. Thì nó sẽ có một cái tỷ lệ công thức. Công thức này nó tính ngược. Ví dụ như là với cái này bắt đầu nó sẽ có một số cái tỷ lệ để mình biết. Tức là với quảng cáo hiển thị, nghĩa là tất cả các loại quảng cáo mà mang tính chất hiển thị ấy, ví dụ như YouTube này, ví dụ như GDN này, tờ rơi này, truyền hình TV, thì như vậy là nó sẽ có một cái tỷ lệ đẹp mà chúng ta cần phải đạt được, đúng không? Thì nó sẽ có một cái là gì? Là C2 chia cho C1 nó phải lớn hơn 1%. Nghe cái này hiểu nó là cái gì không? C2 là gì ạ? Thế như vậy C2 trên C1 mà lớn hơn 1% thì có thể hiểu được là gì? Cứ 100 người xem thì phải có một người ra, một người tương tác. Còn nếu mà làm thấp hơn thì nghĩa là cái quảng cáo đấy nó như thế nào? Cho nên nó phải có con số này để tính ra kênh. Ví dụ như bây giờ anh quảng cáo ở ngoài trời, anh thuê một cái biển ở góc phố, ví dụ như là anh thuê một cái biển ở góc phố, ví dụ như là ở trên phố Bờ Hồ ấy, nó có cái biển quảng cáo ở đấy, đúng không? Anh xác định là ký hợp đồng trên đấy 400 triệu một năm. Nó bảo với anh là cứ mỗi một tháng nó sẽ đi qua đấy, đâu đó nó có khoảng tầm gần ở tầm 80.000 người đi qua đấy người ta nhìn. Và anh chấp nhận anh trả. Đúng không? Thì như vậy 80.000 người mà nhìn đấy thì nếu mà đẹp thì cái biển đấy nó phải đáp ứng cho mình là 1%, nó khoảng tầm bao nhiêu người tương tác. Cái lượng người đi qua đấy, cái biển đấy nó đập vào mặt là từ 1 triệu người, 1% nó tương đương với cả 100.000, đúng không? Vâng. 100.000 người tương tác. Ok, thì nghĩa là như vậy thì rất ổn, tại vì vừa vào xem vừa tương tác với nhiều cái thì như vậy mình tính tỷ lệ được thì mình sẽ suy ra được, đúng không? Với quảng cáo Google Ads thì C2 trên C1 có phải lớn hơn 15%? Thì điều này nghĩa là gì ạ? Cao nhỉ? Đây Google Search cao luôn. Không làm được điều này là quảng cáo kém. Như vậy điều này nghĩa là gì ạ? Thì không quan trọng, quan trọng cuối cùng nó vẫn là tỷ lệ chuyển đổi thôi mà. Thì như vậy rõ ràng vấn đề là gì? Là mình nhìn thấy được là đối với cái phần mà triển khai thì chúng ta nhìn thấy là mọi thứ đều có chỉ số. Và như vậy khi đó anh đo được cái chỉ số này thì lúc này nó sẽ trả lời cho mình một câu hỏi. Đó là anh chị có bao giờ thắc mắc việc là khi nào quảng cáo là thành công không? Vậy quảng cáo thành công là khi nào? Nhầm. Anh có nhớ không, chúng ta học cái phần mô đồ em có nói là ngân sách marketing nó sẽ dưới bao nhiêu phần trăm của lợi nhuận đâu? Rồi 25% của lợi nhuận. Ví dụ như là anh bán một sản phẩm, anh trừ trọt hết các chi phí vận hành của anh đi và anh lãi ra được nó khoảng tầm, ví dụ sản phẩm đến 1 triệu
anh trừ đi rồi anh lãi ra được đâu đấy nó khoảng tầm là 400. Thì như vậy là ngân sách marketing tối đa của anh nó sẽ là 1 phần 4 chỗ đấy, là 100k. Và anh có tỷ lệ chuyển đổi của anh là 100k quảng cáo thì phải ra được một đơn. Và nếu bỏ 100k rồi mà quảng cáo không ra được một đơn thì suy ra sao? Đấy, cái cách tôi tính là như vậy. Cho nên tất cả mọi thứ nó đều có tỷ lệ. Nên khi mình thiết lập được cái tỷ lệ này rồi thì anh sẽ thấy là anh giao việc cho anh em rất dễ. Ví dụ như bây giờ anh hỏi là gì? Cái clip mà làm ấy, đúng không, của anh, vậy thì thành công là khi nào? Vì kênh đấy nó là kênh hiển thị. Thì như vậy là anh phải làm thành công là 100 người xem cái clip của anh thì phải có một người tương tác thì nó mới được coi là quảng cáo thành công. Còn nếu một clip bây giờ 1.000 người xem rồi mà chả có ai tương tác thì sao? Thì nghĩa là cái content đấy nó không phù hợp, đối tượng tiếp cận sai, thời gian tương tác không đủ, nội dung nói không hay, thì tất cả cái thứ đấy bắt đầu mình sẽ phải đưa ra để kiểm soát được. Và lúc này thì cái bảng kiểm tra công việc của chỗ anh Tuấn ấy là bảng kiểm tra các tỷ lệ này. Nghĩa là anh em phải đưa lên cho nhau tất cả các tỷ lệ cần phải đạt được. Ví dụ như là hôm nay chúng ta bắt đầu thiết lập kế hoạch kinh doanh của năm 2023. Chúng ta có luôn mục tiêu kinh doanh, có luôn chỉ số, có luôn thiết lập các cái phần thông tin. Ví dụ như là anh Tuấn muốn là năm 2023 là anh có đâu đấy thêm ở 1.000 khách hàng mới. Mỗi tháng trung bình là có thêm khoảng tầm 1.000, 12 tháng, mỗi tháng nó sẽ khoảng tầm 100 khách. Mỗi ngày trung bình nó sẽ là 3 số mới. Thì như vậy sẽ phải phân ra là gọi bao nhiêu cuộc gọi, chạy bao nhiêu tiền quảng cáo, thực hiện công việc như thế nào, tỷ lệ chuyển đổi quyết định của cái quảng cáo đấy là bao nhiêu thì bắt đầu mọi người được gán. Và cứ như vậy đến 4 giờ chiều chúng ta ngồi check với nhau là ngày hôm nay đã thỏa mãn được mục tiêu hay chưa là biết ngay được. Và cứ mỗi một ngày tốt hơn ngày hôm trước 1% thì sao? Quá tốt rồi. À, thì đấy chính là cái việc người ta gọi là xây dựng các chỉ tiêu dựa trên chỉ số báo cáo. Và lúc này thì các bạn này thì sẽ chỉ biết là nhắm mắt nhắm mũi phải làm, không phải nghĩ nữa. Ví dụ như là chỉ cần biết là ngày hôm nay làm ra 3 clip. Clip thành công là mỗi clip đấy có được khoảng tầm 100 người xem và có một người tương tác. Ngày hôm nay phải gọi điện 10 cuộc điện thoại. Gọi thành công nghĩa là ngày hôm nay gọi 10 người có 2 người nhấc máy. Thế hiểu kiểu đúng không? Ngày hôm nay chạy quảng cáo hết khoảng tầm 400 nghìn, thu về được 20 tin nhắn. Vậy thì 20 tin nhắn này bắt buộc phải ra bao nhiêu cuộc gọi? Thì nếu như vậy là thành công. Và như vậy anh thấy là khi mà làm cái này rồi thì mọi người quản trị với nhau dễ không? Anh có cần nhắc việc không? Chả nhắc việc nữa, mọi người tự biết là thành công của mình là cái gì. Thì đấy sẽ biết ngay là ví dụ như là một ngày là ông sẽ phải làm cái clip và ông sẽ phải thay đổi đi gì ông phải render Vâng, đấy chính xác đấy. Để khách hàng có thể thu hút vấn đề của nó là như vậy đó. View, like, subscribe, có như ông xem lướt qua cái nếu mà cái clip đấy mà nó gây cái ấn tượng cho người xem, người ta sẽ subscribe ngay, nhưng mà không gây ấn tượng người ta lướt người xem qua. Và lúc đấy thì bắt đầu mình mới tính được các phần khác nhau. Ví dụ như lúc đấy thì anh bắt đầu anh mới biết được là cái nội dung này thì sẽ có lượng người xem này tốt, phần nội dung này có người tương tác tốt, phần này hỏi nhiều nhưng không mua, đúng không? Phần này hỏi ít nhưng mà tỷ lệ chuyển đổi cao, sản phẩm này hỏi nhiều độ mua ít nhưng mà lại biên độ lãi lớn. Thì tất cả những thứ đấy nó là cái chỉ số mình cần phải làm, đúng không? Rồi tiếp theo nó sẽ có một cái nữa là các cái quảng cáo bám đuổi, tỷ lệ nó khoảng tầm 7% trở lên. Anh biết những quảng cáo đeo bám không nhỉ? Ví dụ như là anh chị lỡ vào một trang web, sau đó thì đi lên trên Facebook này, đi lên trên YouTube này, đi lên trên các trang khác nhau, thấy nó bám theo ấy. Nó gọi là tiếp thị lại đấy. Đấy thì cái tiếp thị lại này nó là như vậy. Như thường là khi xem một cái clip gì đấy về cái lĩnh vực biên này ạ, nhưng sau thì nó lại nó hiển thị trên cái trên Facebook hoặc trên YouTube, thế đó về bản chất cũng nhau, xem nó sẽ hiện ra để mình có thể xem lại hoặc có thể mình
cái việc đấy mình phải tính toán. Nói chung là các cái phần đầu việc này nó là cái quá trình phải làm. Mình làm thì bắt đầu mình mới hiểu được là cái việc đấy của mình nó sẽ như thế nào, rồi hoạt động của nó ra sao, cái giá trị thu về của nó như thế nào. Ví dụ như này, ví dụ về cái chi phí cho cái phần quảng cáo và bám đuổi này nó so với hai cái. Thực ra thì cái vấn đề liên quan việc này là mình không quan tâm đến chi phí. Tại vì anh đều biết được là mỗi cái sản phẩm này là anh quy định là bao tiền mà. Tại vì sản phẩm anh có 20%, 25% chi phí, nó dưới 25% cái biên độ lợi nhuận. Thì anh có thể tùy chọn, anh chọn bất kỳ cái nào mà thỏa mãn được cái đấy thì anh dùng. Ở đây chỉ đương nói là cái điều kiện là quảng cáo được coi là tốt thì tỷ lệ như thế này là tương tác. Còn nếu mà kể cả tương tác tốt nhưng mà tỷ lệ chuyển đổi kém thì suy ra kênh đấy cũng có khi không hợp. Nên cái đấy anh phải chú ý nhé. Wow, rồi ở đây thì chúng ta bắt đầu suy ra được các cái chỉ số liên quan. Chúng ta sẽ có C2 trên C1. Cái này C2 trên C1 nó gọi là CPR. Cái này nó gọi là tỷ lệ click trên hiển thị. Và cái này nó sẽ cho mình biết được cái tỷ lệ CTR này cho mình biết được là cái nội dung quảng cáo có hấp dẫn người xem hay không. Và nó cho mình biết được là vậy thì cái quảng cáo của chúng ta có tiếp cận đúng người hay không. Thì như vậy là lúc này anh mới phải tính cái tỷ lệ này. CTR này tỷ lệ để tính được là cái mức độ content với nội dung nó có chuẩn không. Và sau này khi mình đo mình thấy là cái CTR này không đạt được tỷ lệ như mình kỳ vọng thì lỗi ở đâu? Nếu nó không đạt kỳ vọng thì lỗi ở đâu? Nó xảy ra ở đây có thể xảy ra hai lỗi chính. Lỗi thứ nhất là do chọn đối tượng sai, cho nên đưa nội dung không phù hợp. Giống như kiểu là anh là một nhà đầu bếp, anh nấu ăn rất ngon, cả thế giới công nhận anh. Nhưng anh nấu ăn một món đi có hành và anh lại đưa cho một cô bé, cô ấy lại không thích ăn hành. Thế thì chắc chắn là không bao giờ bán được rồi. Đúng không? Hoặc là ví dụ có người người ta không thích ăn thịt gà. Anh cứ nấu món gà đi cho người ta thì kể cả anh đó là siêu đại tài thì cũng chả giải quyết được cái gì. Nên đây chính là một lý do mà rất nhiều người khi làm quảng cáo là cố gắng nhồi nhét cái thông điệp của mình tới khách hàng mà không hề nghĩ khách hàng là ai cả. Cho nên khi làm quảng cáo kinh doanh thì bao giờ cũng phải vẽ đối tượng trước. Và từ đối tượng bắt đầu mình mới đưa ra các cái vấn đề khác nhau. Cái này anh Tuấn đã hiểu rồi đúng không ạ? Tại sao phải làm như vậy? Vâng, phải làm trước. Cho nên mới có trêu một cái đáng nhẽ mình học marketing này trước thì có lẽ tuổi trẻ của mình sẽ rất nhiều người yêu. Đi tán gái nhưng mà trăm cô chết không trượt cô nào. Nhưng mà hồi đấy mình lại đi học kỹ thuật. Cho nên là mình lại bị một việc là mình lại không quan tâm đến trải nghiệm của khách hàng, mình chỉ quan tâm đến vấn đề về thuật toán. Và như vậy thì suy ra là mình có thể làm được cái phần mềm rất tốt, nhưng mà nó chỉ tốt với mình thôi. Nó chỉ thỏa mãn được đam mê của mình, còn người khác thì nó không thích dùng. Và đấy chính là cái mà bây giờ mình hiểu được. Và khi hiểu được điều này rồi thì chúng ta sẽ xác định là về bản chất khách hàng sẽ là người quyết định bỏ tiền ra mua. Thì mình phải nói cái điều họ cần chứ đừng nói cái điều mình có. Sao mà vấn đề là phải phải xác định đúng cái insight thì đấy thì mình mới đưa ra được cái giải pháp cái mô hình. Cái này nó có một cái ví dụ. Ngày trước bọn em đi thuê nhà và em gọi khá nhiều công ty bất động sản. Mình cũng khôn mà, mình làm nghề chán thì hiểu à? Đi gọi nhiều ông cứ đi tìm, ông nào tìm được thì mình mới trả phí mà, đúng không? Thế là gặp đúng một ông cũng còn khôn hơn mình nữa. Ông bảo anh biết là mày gọi để tham khảo rồi, đúng không? Bây giờ anh có ba câu hỏi này, mày chỉ cần trả lời cho anh ba câu hỏi này thôi. Nếu mà trả lời được thì anh sẽ đi tìm cho mày. Thứ một là gì? Mày kinh doanh cái gì? Cái thứ hai mày mong muốn là cái chỗ đấy nó có những đặc điểm gì? Và cái thứ ba nó mong muốn giá là bao nhiêu? Trả lời xong phát, thằng cha đấy tìm đúng ba chỗ đến phát được luôn. Cái cửa hàng thuê ở trên Đặng Thùy Trâm là như vậy thôi. Tức là đấy là một cái để thể hiện là thằng đấy nó rất giỏi. Nó hiểu vấn đề là khách hàng cần cái gì rồi.
Và như vậy thì nó không cần mất nhiều thời gian, tại vì nó thừa hiểu, mình chỉ tham khảo thôi. Thì nếu mình có nhu cầu thật thì mình phải trả lời đủ được ba cái đấy. Hỏi chơi chơi là không không trả lời. Nếu mà hỏi à, em không biết là bao nhiêu tiền, em không biết bán cái gì thì thôi thôi thôi. Kiểu như là những nhân viên của mình, anh như khách hàng của mình, bây giờ mình để hỏi khách hàng là anh ở công ty nào, số điện thoại của anh như nào, nếu cung cấp những cái đó ấy, thì là nó cái nhất là nó đang có cái nhu cầu gì, và cái nhất cái thứ hai là nó phải hàng hóa. Có những hàng hóa mình hỏi khách thậm chí là bảo tôi nghe mày em chào rằng tất cả phương án anh đi thì đi với thằng đấy nói được đâu đấy, thì rất là khó bán để cả không bán được ấy. Ừ, không bán nó được. Không chẳng biết mua cái gì thì bán cái gì, tức là vấn đề là khách hàng nó đi mua mà nó không hiểu không bây giờ mua cái chai nước chẳng hạn, mà em đang chỉ một chai nước, bây giờ mình chỉ hỏi chai 500, chai 300, chai 1 lít. Đúng rồi, còn bên trong khi nó bảo với em chào hết chị cả ba lại đến bảo chị em không hãng gì là mà nói thì nhiều lắm, giận đâu. Thì thường như bọn em hỏi khách là gì? Ví dụ khách hỏi đến nó bảo, ok anh có nhu cầu là marketing đúng không? Em chỉ hỏi mấy cái, em bảo đốt hạt đốt hàng mã hay sao? Thứ nhất là gì? Là câu chuyện đầu tiên hỏi là thì anh định làm doanh số là bao nhiêu tiền một tháng? Tỷ lệ chuyển đổi bên anh bây giờ có đạt như anh kỳ vọng không? Xong rồi mình ngồi nói chuyện, mình đặt ra vài câu hỏi, xong hỏi thì bây giờ em nghĩ là anh em nên gặp nhau. Em đến chỗ anh nhưng mà các bạn cần đến chỗ em đâu, nhưng mà hỏi ở đâu em cũng đến được. Nói, em phi xe đến thì nếu bây giờ mà họ bảo ok em đến chỗ anh đi thì lúc đấy thì bắt đầu mới thấy là ừ ông này còn nhiệt tình. Còn đúng như ông cứ bảo anh không biết làm cái gì cả, anh chỉ muốn là tăng doanh số thôi thì thôi, nói thế thì làm sao mà làm được, nó phải ra được cái con số tỷ lệ rồi bao nhiêu thứ, thì đấy chính là cái phần này phải tính xếp thế nào. Cho nên trong kinh doanh em rất quan trọng tỷ lệ này, và nhiệm vụ của bất kỳ bạn nào đầu mối kinh doanh là phải trả lời được cho em cái tỷ lệ này nó là bao nhiêu phần trăm. Đối tượng nào là đối tượng chuẩn, khu vực nào là khu vực thỏa mãn cái tỷ lệ này. Đó, cái chỉ số thứ hai mình sẽ có, nó là cái C2 trên C3. À, C3 trên C2. Cái tỷ lệ này được gọi là tương tác chuyển đổi đơn. Để mình biết được là hiệu suất kinh doanh thì đối tượng nào là đối tượng chuẩn. Cái này là cái quan trọng nhất của sale này. Tại vì kinh doanh thì thường là mình phải quan trọng những cái tỷ lệ này, chứ không phải quan trọng đến vấn đề việc là phải đi nhiều, gặp nhiều, gọi nhiều, không quan tâm. Tại vì là cái việc đi nhiều, gọi nhiều đấy là chỉ dành cho những bọn mới vào nghề thôi. Còn những ông mà đã làm kinh doanh lâu năm thì không quan tâm đến cái tỷ lệ này. Nó cũng giống như kiểu là chỉ cần làm một hợp đồng có khi ăn cả năm ấy. Nó giống như săn con cá lớn ấy. Tức là ông biết từ giờ ông gãi chỗ nào nó ngứa, chỗ nào người ta ngứa là một cái ông gãi. Thì ông gãi lung tung có khi lại phản ứng được. Cái này thường là bọn em sẽ tính là tỷ lệ tương tác ra đơn. Còn ví dụ như là khoảng tầm 3 cuộc gọi ra một đơn với đối tượng này suy ra cũng ngon. Nhưng mà vấn đề là doanh thu lại kém. Tại vì là mỗi ông đấy chỉ được có bao nhiêu, và lãi được có 1-2 triệu. Nhưng có khi tôi lại thấy cái đối tượng này tỷ lệ của họ có thể lên tới là 300 người mới ra một đơn. Nhưng mà nó lại ra quả lãi cực khủng. Thì đấy chính là cái là tính cái tỷ lệ C3 trên C2 này trên từng đơn, từng đối tượng. Và cái này nó cũng giúp cho mình ra được một chỉ số để sau này áp cho nhân viên. Tức là tất cả tỷ lệ này phải tính. Và tính theo thằng bestseller. Thằng nào làm giỏi nhất thì lấy tỷ lệ này làm mốc. Cho nên nó vừa có cái câu chuyện là có công ty bán hương ấy, bán kính gọi là gì nhỉ? Kính chịu lực. Thế là có một ông là bestseller thì sếp hỏi tại sao anh lại bán được nhiều như vậy. Thì ông mới bảo là mọi người thường giới thiệu cho khách hàng về cái kính đấy. Còn tôi không giới thiệu. Tôi lại gì ạ? Tôi lại cầm cái búa tôi đập cho khách hàng xem. Và như vậy khách hàng mua vì sao? Đâu, tại vì là cái người bán hàng tự tin. Anh phải tự tin dùng chứ. Giống như bây giờ, ví dụ như là chị bán sứ cách điện. Đã bao giờ chị dùng thử sứ cách điện chưa? kiểu đấy. Chưa biết nó là gì. Thậm chí chưa dùng bao giờ làm sao bán được. À, dùng ở đây nghĩa là mình phải trải nghiệm cùng khách, phải xem là cái gì, nó thực hiện nó ra sao, chất lượng nó như thế nào. Cái đấy phải trải nghiệm. Cho nên tại sao bán thực phẩm chức năng là phải dùng trước, rồi mới bán. Chứ còn lại không dùng thì đừng bao giờ bán. Không làm được. Anh phải tham quan, phải xem cách nó chạy. Phải có cảm xúc với nó thì mới bán được chứ. Xong rồi tiếp tục. Lại là thế là tất cả nhân viên công ty bắt trước cái anh đấy đi bán đập ok doanh số tăng, nhưng mà ông đấy vẫn là số 1. Thế là sếp lại hỏi tại sao anh lại số 1. Thế ông bảo là thì như vậy là gì, là do là mọi người là đập cho khách xem, còn tôi bây giờ tôi đưa búa cho khách hàng tự đập.
Đúng không? Tôi bảo đây anh cầm đấy anh đọc, anh cảm thấy hưng phấn, ok được. Thế là ông ấy lại tiếp tục bestseller. Thế là nhân viên lại bắt chước, đều đang tăng doanh số. Đấy là thứ ba, sếp vẫn thấy ông ấy số 1. Thế biết sao không? Thì vẫn đứng số 1. Thì sếp bảo thế tại sao anh vẫn đứng số 1? Đó, thì tất cả nó ra cái tỷ lệ này. Thì lúc đấy ông bảo là em bây giờ khác rồi, tất cả mọi người đều đập. Đều mời khách đập đúng không? Em không đập nữa. Không đập nữa mà bây giờ em lại mời khách hàng đi ăn và đến cái chỗ mà nó có cái kính đấy cho khách hàng nhìn đấy là người ta đang sử dụng nó như thế nào. À, tức là nói tóm lại là cái người bán hàng là cái người lúc nào cũng phải thay đổi cái tỷ lệ chuyển đổi của mình. Tại vì bây giờ mình làm được người khác bắt chước được thì thế nào nó chả giảm. Thì nếu mình không thay đổi nghĩa là mình không tìm cái tỷ lệ CI trên C3 này cũng được. Thì ông ấy phát hiện ra là khách mà đến đấy ngồi ăn phải ăn trên đúng cái kính cường lực đấy. Khách có cảm nhận được là nó có an toàn không? Loại trong một cái môi trường khác. Lúc đấy còn dọa khách là hai anh em mình thử đập xem nó có vỡ không. Ngồi ăn trên kính. Hoặc là có thể mời khách là đi tắm ở cái bể bơi vô cực. Trong bể bơi vô cực đấy là dùng cái kính của mình để xây. Thì C2 trên C3 trên C1 là C2 là như vậy. Tỷ lệ thứ ba là C3 trên C1. Đó là tỷ lệ giữa lượt xem chuyển đổi ra đơn. Để làm sao để mình biết là cái tỷ lệ xem với cả tỷ lệ ra đơn, tức là như này nhé, ví dụ một cái clip như mình xem trên cái thống kê có thể là khoảng 100.000 view chẳng hạn, thì làm sao để mình biết là trong 100 tỷ lệ view xem đấy thì ra bao nhiêu đây? Cái mình thích trên tỷ lệ chuyển đổi mình có từ mình có tỷ lệ giữa C1 và C2 mà C1 này ra C2 này. Ok, nhưng mà vấn đề để làm sao để mình theo dõi được, ví dụ như này nhé. Ví dụ như anh muốn xem là ví dụ cái clip này của mình làm ra nó có khoảng 10.000 lượt view xem chẳng hạn, ví dụ để cho anh biết là trong cái 1.000 lượt view đó ra thì có khoảng độ 5% khách xem của nó, 5% thì được khoảng 10.000. Ở đấy thì nó phải cài vào đấy một số công cụ hoặc cài vào đấy một số mã. Ví dụ như là cái clip này nó phải có mã khuyến mại. Thế như vậy cứ người nào liên lạc đến từ mã khuyến mại này thì đến là đến từ clip đấy. Đặt mã cho mình cũng vẫn là một sản phẩm, anh đặt mã bao nhiêu là anh đặt thì anh cấm anh. Cái thứ hai nữa là anh có thể cài một số công cụ, nó có một số công cụ đo lường, phân tích, theo dõi khách hàng. Cái thứ ba có thể dùng một số điện thoại, đặt một số điện thoại riêng, thì số điện thoại này là đến từ nguồn này, cái đấy là do cách mình tính toán. Trên web thì bọn em có thể đặt mã để theo dõi từng clip được, cái đấy cũng là một cách để làm. Rồi sau đó có thể tính qua live stream, nó có nhiều kiểu để mình tính toán nữa. Thì như vậy anh nhìn thấy là những cái tỷ lệ này đều là những con số đo được này. Thì trước giờ bên mình đã cho mọi người làm cái này chưa? Ok, đấy, bây giờ anh thấy là như vậy là các bộ phận bây giờ sẽ phải làm gì cho anh? Tức là bản chất anh phải xác định là tất cả mỗi một người tiếp cận điểm chạm tới khách hàng nào thì đều phải trả về cho anh ba chỉ số này. Đúng không ạ? Ví dụ như có người chạm với khách hàng ở phần liên quan đến cuộc gọi, có người chạm liên quan đến đi trực tiếp, có người chạm liên quan đến giải tờ rơi, có người chạm ở chỗ là có thể đăng Zalo, có người chạm liên quan đến vấn đề về đăng group, đâu cũng được. Một của anh nó là như này, ví dụ như là cái tỷ lệ đi, ví dụ như là cái C2 là nó có về cuộc gọi đi. Vâng. Ví dụ bây giờ em gọi điện cho anh, gọi anh báo cho em đăng cái sứ. Ok. Nhưng mà thực tế là anh cũng có báo em rồi, anh đánh giá là cái nhu cầu của em cũng không được. Nhưng mà xong sau là em lại không mua cái đó. Em phải cho một cái bạn nhân viên của em, cho một cái đối tượng người của em nữa liên hệ. Okay. Đấy thì thành ra là của anh là nếu trường hợp anh đo lường trên cái cuộc gọi của em với anh thì đường gọi là một cuộc gọi, tức là một là bán một đơn hàng, nhưng khi đó em được chuyển qua thêm một vài số nữa. Không sao, thì đấy là anh biết chất lượng khách của anh là thuộc loại như vậy. Chất lượng khách của anh là khách phải vài cuộc như vậy mới ra đơn và họ sẽ gọi ở nhiều nguồn. Không phải, tức là không phải vài cuộc của mình em mà là vài cuộc của vài okay, người khác. Ok, thì em là nó vẫn là tính là một đơn thôi, vẫn là một bên thôi. Thì một đơn không, nhưng mà khi đấy là mình sẽ tính tỷ lệ chuyển đổi nó sẽ bị tăng. À, thì rõ ra thì đấy là do chất lượng khách hàng của anh là thế.
Tại vì chất lượng của anh khách hàng của anh phải gọi nhiều lần và nhiều cuộc như vậy. Nhiều cuộc, nhiều người khảo thế sát, không nhiều sao người cả. Check với ra. Thì để sau này nếu mà anh muốn tăng lên được thì anh phải tăng được niềm tin cho khách lên và bảo chỉ có một chỗ check thôi. Thì có thể nói với khách hàng ngay từ đầu là đây, anh có check bên nào nữa thì cũng vẫn là bên em thôi. Thậm chí nói thẳng luôn với khách, em thấy bên anh gọi cho em 3 số thì em check luôn ra nguồn bên anh được đấy. Đấy thì cái bên anh là cái tỷ lệ mà khách nó lan man nhiều người check như thế nó cũng tương đối nhiều. Anh thì đấy là do chất lượng khách của bên anh rồi, đây phải tính được tỷ lệ đấy. Có thể là do về ngành hàng. Và cái nữa là anh cũng phải tự chuyển đổi, anh thấy gọi nhiều như vậy sau này anh phải có một cái giao trước với khách. Anh bảo bên em thì là đơn vị lớn nhất rồi, các anh có gọi như thế nào nữa thì cũng vẫn về bên em thôi. Và dẫn chứng luôn là có vài ông công ty là cứ gọi trách nhiều nguồn thì cũng vẫn giao cho em. Vừa rồi là làm việc cái phần thứ của mình gần như là rất nhiều khách, bởi vì cái phần thứ bên em bán tương đối nhiều. À, thì lúc đấy là cái việc thì không sao, thì cái việc đấy lúc anh mới tính được chất lượng khách và từ đó tìm cách để làm cho khách không bị trách nhiều nữa, thì đấy là do mình phải tính được ấy. Sau này anh làm vài lần thay đổi, anh thấy là gì cái tỷ lệ khách gọi khảo giá nó giảm đi thì suy ra mình đang làm đúng. Thì lúc này là mọi người sẽ phải tính cái bảng này lên này, đây nó sẽ là cái bảng cần phải thực hiện này. Đây, 3 số này. Cho nên là tính ra nhé, bên anh có bao nhiêu dòng sản phẩm thì anh phải tách làm bao nhiêu cái bảng C3 này. Nhiều không? Lập cái bảng 3C được bao nhiêu không? Quá khủng. Nhiều nhỉ? Ừ. Chỉ tập trung vào 20% sản phẩm mang lại 80% doanh thu thôi. Thực ra bây giờ thực ra như này, thực ra cái mặt hàng của anh ấy thì nó doanh thu của nó không tập trung vào làm cả. Có thể là một nhóm, tức là một nhóm hàng nào đó nó chiếm phần lớn doanh thu. Nhưng mà trong cái nhóm đấy thì nó lại... Không sao, anh tự chia nó thành một đơn. C3 của anh có thể là một đơn 500 triệu và trong đó nó có 100 sản phẩm đấy, tùy anh. Cái việc đấy là do anh quy định mà. Cái C3 số đơn này do mình quy định chứ không phải mình bắt buộc ra cái gì đâu. Ví dụ như là bên em chuyên làm dự án, em làm dự án dành cho nhóm đối tượng là nhóm đối tượng trường học. Mỗi một đơn đấy C3 của em, thấp nhất một đơn của em là 1 tỷ đi. Trong đó bao gồm cái gì thì em chưa cần biết, em chỉ cần biết là ký đơn 1 tỷ thôi. Tại vì trung bình là mỗi một năm là ký hợp đồng doanh thu là như vậy mà. Thế thì bây giờ như này nhé, bây giờ anh nắm được cái tỷ lệ, các cái tỷ lệ rồi. Bây giờ thì để làm sao để mà anh, tức là anh có một cái review nó nhanh nhất, nó chính xác nhất. Review thế nào bây giờ? Bây giờ ví dụ như này nhé. Bây giờ, ví dụ như là cái tỷ lệ là từ C2 trên C1 đấy chẳng hạn đi, đúng không? C2 trên C1 là số lượng click trên view. Rồi, click trên view. Đấy, thế thì bây giờ giả sử anh có khoảng độ 3, có khoảng độ 3 nhân viên này. Ok. Đấy thì bây giờ để làm sao thì anh biết là ví dụ như là cái tỷ lệ của nhân viên thứ nhất là tỷ lệ nó đang là ví dụ như là giả sử như là 9%, ví dụ thế thì cái nhân viên thứ nhất là 9%, nhân viên thứ hai là khoảng 7%, nhân viên thứ ba là khoảng 4% chẳng hạn đi. Đấy thì làm sao để anh chỉ cần anh click vào phát ok này, 9%. Tức là vào các bộ Excel. Không làm Excel chứ nó không có cái công cụ gì. Không, cái đó có Excel mà, lập bảng báo cáo gì đâu. À, lập bảng báo cáo, cứ thế hết ngày thì điền vào, nó có mấy chỉ số, cứ thế mà điền vào thôi, như là gì có phần mềm. Anh dùng Excel thì nó mới nhanh và đơn giản, và mọi người đỡ bị thao tác phức tạp. Còn nếu mà anh muốn lên sang cỡ anh dùng ERP thì cái phức tạp lắm, mất thời gian, chuyển đổi nó còn chán. Thì ERP nó thường dành cho sản xuất. Nó tính lát cắt để chạy, còn mình ở đây thì mình cứ giải quyết bằng Excel, vì mình là công ty thương mại mà mình có sản xuất đâu. Tỷ lệ của mình chỉ là tỷ lệ tiếp cận khách và ra đơn, tính toán cái chân dung khách hàng và tính toán cái thông điệp thôi. Cho nên lúc này nó có mấy cái anh yêu cầu anh chị ở đây phải làm này. Đây, như vậy các cái công cụ cần đo lường. Công cụ số 1 đó là cái Google Analytics. Anh cài cái này chưa? Đây, Google Analytics đây. Bất kỳ website nào đều phải cài cái này. Đây là công cụ dùng để thống kê xem website của bao nhiêu người truy cập.
Đây, ví dụ này. Trang này chưa được có này. Đây, ví dụ này. Anh sẽ nhìn cái này và anh sẽ ra được. Đây, anh nhìn đây biết ngay được mà. Đây, cái số phiên này chính là cái gì đây? Cái này. Cái C1 của mình như này. Đây, ví dụ như bây giờ là chân trang web, anh nhìn thấy là có bao nhiêu người đang vào đây? 6 người. Và như vậy nhìn vào đây mình biết được là vậy thì bây giờ có người nào vào máy tính không? Và tóm lại bây giờ làm gì có người nào vào máy tính đâu, toàn vào web. Máy tính giờ chỉ dùng cho kỹ thuật thì em thấy vị trí địa lý đây. Khách đến từ vùng nào? Đây. Được chưa? Biết hết tất cả nội dung xem gì, ở đâu, làm gì, đọc người ta biết hết. Đây xem gì đây? Được chưa? Nhìn cái biết ngay. Như vậy là em thông qua cái này là em sẽ đo được thời gian thực và biết ngay được là cái điểm chạm của mình là cái gì. Được chưa? Cái này là dùng để đo thằng trên website. Thằng Facebook nó có công cụ đo Facebook đúng không? Facebook có sẵn rồi, tất cả nó có sẵn hết. Mình chả thiếu cái gì, chẳng qua không lấy đâu. Tất cả các công cụ trên Internet đều có báo cáo thống kê. Trang nào cũng có hết. Mình vào mình sẽ thống kê được là cái lượng người xem của nó là bao nhiêu. Đây mình vào đây mình đọc thống kê này. Mình sẽ biết được là cái trang này của mình có bao nhiêu người truy cập, thời gian nó như thế nào, hoạt động nó ra sao, một ngày nó như thế nào, giới thiệu thông tin ra sao, mình sẽ đo được hết. Đây, trang của bạn đây. Đây. Như vậy anh nhìn thấy số lượng chưa? Để tiếp cận này, thích trang này, theo dõi này, tương tác bài viết này. Đây, thì đây là số C mấy? C1 đây này. C1 đây. C2 đây. Như vậy trang này tiếp cận 31.000 người và có 4.227 tương tác. Như vậy là tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Ok, 7% đấy. Hơn 7%. Đấy. Như vậy là tốt hay không tốt? Tốt. Tại vì quảng cáo hiển thị chỉ cần bao nhiêu phần trăm? Thì suy ra là content viết ổn không? Không biết cách viết ngay này, số lượng chả thiếu thì tất cả đều có. Ở đây là có bao nhiêu bình luận? 105 bình luận thì chia ra như vậy là tiếp cận được bao nhiêu người thì ra được một bình luận là có. Tỷ lệ có hết mà. Bao nhiêu người xem ảnh, bao nhiêu người click liên kết là người click liên kết là kích trong trang web của mình. Như vậy là 30.000 người này xem thì có 411 người click sai. Như thế này là để đánh giá cái làm content. Ok, tất cả mọi thứ nó có chỉ số hết. Thì như vậy là ví dụ như mình sẽ cài thằng Google Analytics để lên web và mình sẽ đo được toàn bộ chỉ số web. Rồi thằng Facebook nó có công cụ đo của nó rồi, tự vào xem thôi. Còn khi anh chạy quảng cáo Facebook thì nó có đo trên kết quả thế này. Anh làm gì nó đo hết, bỏ bao nhiêu tiền ra thu được bao nhiêu, nhìn đây được ra thế này. Đây ví dụ như cái quảng cáo này, anh nhìn thấy là như vậy thu được bao nhiêu tin nhắn? 22 tin nhắn đúng không? Hiển thị bao nhiêu người? 6.009 đúng không? Chi phí mỗi một tin nhắn hết bao tiền? 12.000, tổng là hết 275.000 rồi. Thì như vậy có tính được số đơn bán cái này không? Được, chạy quảng cáo lại tính được ngay. Google AdWords cũng tương tự, tất cả đều có chỉ số hết, mình tính toán được hết tất cả. Đây chỉ số đấy. Như vậy là cái này hiển thị bao nhiêu? Bao nhiêu click? Hết 3.7, 3.1 đúng không? Có tính luôn được số đơn bán được bao nhiêu? Mình tách từng chiến dịch như này. Mỗi chiến dịch này ví dụ như là đặt cốc xứ logo CTR là bao nhiêu phần trăm? 7 đúng không? Xong đây 11.
tháng này 18, tháng này 15, tháng này 11. Nhìn đây mình biết này, bao tiền một click, số liệu như thế nào là có hết. Nên chạy quảng cáo cái là biết hết. Nên đấy là một lý do mà tại sao doanh nghiệp là em có lúc em nói với anh Tuấn là tại sao phải không bao giờ được dừng quảng cáo như vậy. Tại vì là đây nó là cái công cụ giống như dự báo thời tiết ấy. Mọi người thấy là tại sao người ta phải đặt các trạm dự báo thời tiết ở nhiều vùng khác nhau để làm gì? Đo lượng mưa, đo lượng nước, bắn bóng thám không lên, xem tỷ lệ như thế nào để biết được là năm này so với năm ngoái tỷ lệ phần trăm ra sao, đọc cái biết ngay. Tất cả số liệu này nhìn phát là biết báo cáo. Trong báo cáo này nó còn phân đoạn cho mình được nhiều thứ, thời gian này, loại lớp chuột ngày tuần này, ví dụ trong một ngày, giờ trong ngày nhé. Ví dụ như là trong một ngày thì cái giờ nào được người ta click nhiều, nhìn thấy không? Đây này. Như vậy là giờ nào được nhiều người click, anh chị nhìn thấy không? Đây, trong một ngày. Đây này. Giờ nào được click nhiều nhất? Cao điểm nhất là mấy giờ? Đây, 11 giờ, 12 giờ. Thế như vậy nếu mà bán hàng thì nên bán vào giờ nào đây? Đấy, nhìn thế là biết ngay. Số liệu nó có hết rồi. Tức là toàn bộ cái này marketing lấy báo cáo được. Cho nên là anh sẽ không bị một cái cảm giác là mù mờ và đi trong mơ nữa. Và cái này cũng sẽ biết luôn được năng suất làm việc của từng người. Ai làm việc tốt không tốt là lấy báo cáo ra biết ngay. Không cần phải nhắc nhiều nữa. Vì kết quả nó luôn đúng rồi. Nên đấy cũng là một phần tại sao bọn em đi dạy. Đấy rất hay vào các công ty là rất hay bị chúng nó đi. Tại vì bọn em giúp cho bộ máy lãnh đạo các sếp là bắt đầu quản lý các anh em tốt hơn nhiều khi nó ghét mình. Vì số liệu là gần như là nó bóc tách hết rồi. Không làm sao trái được. Vì số liệu đây là số liệu có nói dối được đâu. Số liệu này không làm giả được, không xử lý khác được. Ở đây cái tài khoản thống kê thế nào nó có hết, anh cũng không thể nói dối được. Đang đúng không? Nhìn này. Như vậy nhìn thấy bây giờ mới có một máy tính để bàn này. Xem cái gì là biết ngay này. Nhìn đây anh biết là dạo này như vậy bọn em bán cái gì nhiều không? Nhìn đây này. Đúng rồi, mấy ngày hôm nay ngày nào cũng bán 2-3 bộ tiểu quách. Mỗi bộ lãi trung bình 7-8 triệu. Toàn 25-26 triệu bộ tiểu quách giáp vàng. Vâng, và cái đấy bây giờ là dùng vàng nước. Vàng nước là nung trước, sau vẽ sau. Nung một lần rồi, sau nung lần thứ hai vẽ vàng đấy, hấp ở nhiệt độ thấp. Cuối năm là mùa gọi là mùa chỉ có bán được người chết. Bán được người chết, bán được người chết là dễ bán nhất. Không người thắc mắc, không mặc cả. Mà mặc cả thì người ta cũng sợ cảm giác tội lỗi. Không sợ bảo hành. Không sợ bảo hành, chỉ cần là phục vụ nhanh. Đây nhìn này. Một là bán tiểu quách, hai là bán bóng hút lộc, bán đồ thờ. Nó nhìn cái bức này nó không lệch được, dữ liệu này không nói dối được, số liệu nó nằm hết ở đây rồi. Cái công cụ tiếp theo cài đó là công cụ thứ ba, đó là ở trên thằng YouTube, đó là YouTube Studio. Trong YouTube nó cũng thống kê hết rồi, bao nhiêu người xem, ở đâu làm gì nó có hết. Cho nên bây giờ nhiệm vụ của mọi người làm kinh doanh là phải xây dựng nhiều kênh. Mỗi kênh đấy nó giống như là một cái phong vũ biểu. Nó sẽ đo cho anh chất lượng được của nội dung của khách hàng người ta muốn gì. Đây kênh đây. Đây lượt người xem đây. Nội dung họ xem gì đây. Có hết này. Nhìn được, cái này nó là gì đây. Cái này xem mấy. Đấy, C1 này, đây C2 này. Có tỷ lệ thôi, nhìn là biết rồi. Đối tượng người xem, bao nhiêu tuổi này, người xem mới, người xem cũ này. Đấy, nó có hết này. Đấy, những video nhiều người xem giả thấy thời gian xem như thế không? Có xem bao giờ là nhiều nhất? Như vậy nếu mà chơi YouTube phải trưa, bạn nhìn thấy chưa? Giờ thì trưa đúng không? Đúng không? Chiều là sau giờ làm. Đấy, nhìn nó biết. Giờ là thứ 7 thì chủ nhật nhiều hơn đúng không? À, nếu mà tính thời lượng em thấy YouTube như nhau, nhiều nhất là thứ 2.
thứ hai nhiều nhất, thứ hai thứ ba nhiều nhất, à, cuối tuần ít hơn. À, cuối tuần là để đi chơi, thứ hai thứ ba đi làm. Đúng là buổi trưa em ở công ty thì em mới vào về nhà công ty có quấy. Như kênh của em thì là nam nhiều xem hơn hay là nữ nhiều hơn? Tại vì kênh của em kênh kiếm tiền mà. Mua đồ thờ ấy tưởng là nữ. Đâu, kênh là kênh mạng kiếm tiền, kênh marketing của em dạy kiếm tiền mà. Đấy. Nữ là tuổi thì bao nhiêu thì xem nhiều nhất? Nhiều nhất là 25 đến 34 tuổi, tại vì kênh này dạy kiếm tiền, là tuổi này là tuổi gì? Thế là mai về bắt đầu làm một series, đúng không? Hướng dẫn để 100 cách khởi nghiệp làm giàu bất chấp tất cả. Thế là bắt đầu ngồi kể. Em cũng ngồi kể chuyện nhiều lắm, dạo này bận, không có thời gian. Mà mai nghe này đánh mà chán đi có khi ngồi kể chuyện này. Kể ít thôi, kể nhiều, kể nhiều sau này nổi tiếng có vẻ lắm. Đêm nửa đêm tiếng gió. Nhớ vẫn tiếng buồn cười, hôm 2 giờ sáng mấy anh em đang đi chơi, mấy thằng tự dưng lại mở chuyện ma đọc trên xe ô tô. Và đu đến đoạn, nó uinh được cái. Rất thích cả mình, từ xe bị đâm. Thế là à, đấy, chứ có cô gái đằng sau gương. Thôi thì cái đấy. Đẹp. Công cụ thứ tư cần phải cài, nó gọi là công cụ của Google Search Console. Đây là công cụ để dành cho những người làm sale. Cho nên nói chung là chả thiếu công cụ đâu, chỉ có mỗi cái không chịu làm thôi, chứ còn đo hết. Đây. Công cụ này là nó sẽ đo cái lượng người ta vào web của mình. Đây, ví dụ như này. Đây. Ví dụ như ở đây là nó sẽ có lượng người nhấp chuột này, tổng thông tin thế nào mình cài ở đây mình đo được hết. Đây, ví dụ như trang này là có bao nhiêu người một tháng, có bao nhiêu người nhìn thấy. Từ đây 3 tháng để chọn đi, 28 ngày vừa qua. Như vậy là 28 ngày vừa qua có bao nhiêu người click? 903. Đây. Như vậy nhìn thấy là tại sao cái trang này nó bị tụt xuống, anh chị biết sao sao? Không phải, do em vừa mới làm lại web. Em vừa mới làm lại web. Bao nhiêu link index vừa mới làm lại hết. Thì nó mới tụt chứ không phải vấn đề gì đâu. Đó, nhập đây. 406 index. Mấy ngày nữa lên lại mà. Chỉ mục lập được mấy nghìn này. Nó lập được 3.377 cái trang. Trang này của em là có 22.000 trang này. Kinh khủng không? Mười mấy năm mà viết dã man luôn. Nhiều lắm. 27.000 trang gì bài viết ở trên web đấy. Cả sản phẩm, cả bài. Riêng sản phẩm nó phải mười mấy nghìn này. Trong mấy năm? 15 năm. Trong 15 năm, 2.000 trên 15 năm, mỗi một năm là hơn 1.000. Vâng. Hơn 1.000, một ngày là 3, hơn 3. Không phải lúc nào cũng làm. Ừ, nhưng mà có nên lương thế chứ không phải. Tại vì sản phẩm bắt trang thay đổi liên tục, thay đổi nhiều lắm. Nên lương thế chứ có khi một ngày được tới 10 bài. Nếu nó có thể làm đấy, khách hàng người ta tìm cái gì vào đây nhìn biết ngay này. Đấy, nội dung cũng biết hết. Ồ, chẳng thiếu gì. Cái này nó dùng để kiểm soát, đánh giá, phân tích, chỉ mục tìm kiếm. Nói chung là nó có tất cả mọi thứ. Giờ quan trọng mỗi cái là mình có làm không thôi.
hôm trước anh ngồi cảm thấy là mình cái vùng cái thằng gương này cái thằng tất cả cái thằng như cái việc như thế nó là một hai bên này một bên bắc nam bên một lần nó đổi anh đó bên đâu nó chơi một kiểu một mình một kiểu thành ra là những thằng nào đã lỡ một cái này thì nó đổi là về sau là phải phải buộc nó hết cái này như cái này có ba cái chốt của tiêu chuẩn thì châu Âu là phải tất cả các hãng là đều cái này một cái nó bằng cái này kiểu đây tôi quay được lại rồi anh chỉ cài một cái cụ này xong thôi được chưa? Ok thì như vậy từ đó dẫn một việc là lúc này nhiệm vụ của bộ phận kinh doanh lúc này nó sẽ có 5 việc chính cần phải làm. Việc số 1 đầu tiên là sẽ phải cùng với cả sếp là tiến hành là gì ạ, là xây dựng cái bảng 3C để tính ra tỷ lệ chuyển đổi của các dòng sản phẩm kinh doanh. Cái tỷ lệ chuyển đổi này đó chính là tỷ lệ chuyển đổi cho phép nhé. Anh Tuấn hiểu cái này là gì không hiểu? Nghĩa là mình quy định nhé, tốt nó là phải đạt được thế này. Tức là nói chung là trước giờ chúng ta không quy định thế nào là tốt, thì bây giờ mình phải quy định thế nào là tốt. Giống như kiểu hồi bé chúng ta không biết là thế nào là giàu, đúng không? Đến bây giờ biết thế nào là giàu chưa? Có cái gì đấy sao? Ô tô xe hơi đi du lịch. Giấu hôm trước nói rồi đây, 75 triệu một tháng. Giấu. Ở Việt Nam, anh cứ kiếm được 75 triệu một tháng, anh trở thành người giàu có. Anh người giàu có. Sau đó thì anh leo được mốc 75 triệu rồi, anh lên cho em mốc thứ 2, 200 triệu một tháng. Leo mốc số 2 rồi, anh leo lên cho em mốc số 3 là 2 tỷ một tháng. Khi nào anh lên được 2 tỷ một tháng là anh sẽ thuộc vào top những người giàu nhất Việt Nam. Thế là có mốc để làm chưa? Có rồi đúng không? Thì ví dụ như bây giờ muốn leo lên mốc 75 triệu một tháng, suy ra mỗi ngày phải kiếm lãi dòng bao nhiêu? Lãi dòng cho quản lý viên đó. Mình ấy. Mình. Bản thân mình muốn được 75 triệu một tháng thì suy ra mỗi ngày mình phải kiếm được 2,5 triệu. Đúng không? Từ đấy gọi là lãi. Vâng, lãi đấy. Ừ. 2,5 triệu. 2,5 triệu bây giờ anh muốn nhẹ nhàng thì anh bán 10 sản phẩm. Mỗi sản phẩm anh chỉ cần kiếm được bao nhiêu tiền? Nhưng mà đây nhưng mà vấn đề là cái lãi đây của em bao giờ em chính là lãi dòng hay lãi hộp? Lãi đấy á, cái đấy là lãi rút túi ấy. Lãi rút túi là vâng, trừ hết đi rồi ấy. Ôi xin thì có một hôm nay thì em ít nhất này phải lãi 10 triệu thì em ra được 2 triệu. Em mới đứng nói là việc anh tự tính toán, còn em chỉ đứng tính bo là gì? Là ngày hôm nay em phải thu về rút túi, đúng không? Trừ đi chi phí em phải có 2 củ rưỡi. Đây là lãi dòng nha. Không, lãi dòng vẫn còn chưa nhá. Lãi dòng vẫn chưa còn hết đâu nhá, lãi dòng mới chỉ trừ đi một số chi phí thôi, vẫn chưa ra nhiều hết đâu. Mà tóm lại nôm na là anh có 2 triệu rưỡi đút túi. Và tiền đấy là tiền mà anh không cần phải làm gì cả nữa, thì đấy chính là anh bước chân vào thế giới giàu có. Tiền nghe là 75 triệu thôi nhưng mà phải tương đương với bao nhiêu triệu biết đâu. Nhiều đấy. Ít thì cũng phải 150. Ừ, nó phải gấp 3 đấy. Bởi vì cái chi phí nó nhiều lắm. Cho nên nhiều ông cứ bảo là 75 triệu nghe tưởng dễ làm, 75 triệu một đút túi không từng tháng là hơi khó đấy. Thì ông phải nhân ba, ông phải kiếm được cái từ cái đầu vào đầu ra của ông ít nhất là gấp 3 lần, chính xác, gấp 3 lần. Là phải 210 triệu. Chính xác. Một ngày ông phải kiếm một tháng ông phải kiếm được 210 triệu. Thì ông từ mới ra được là 75 triệu. Thì đã bảo 75 triệu đấy cứ đút túi nằm ngân hàng không làm gì cả. Thì đấy mới là phần lãi. Phần đấy nó mới gọi là bước chân vào thế giới giàu có. Và như vậy thì tương đương với doanh thu là ông ấy phải kiếm được ít nhất một tháng doanh thu bán cái gì không biết nhưng mà phải kiếm được khoảng tầm 800 đấy. Bây giờ là hơi khó bởi vì ví dụ như cái xã hội bây giờ, ví dụ em đang tính cái điều kiện là 75 triệu một tháng là em đang tính ra cái xã hội ổn định, mọi cái kinh tế vĩ mô ổn định. Đúng. Đúng không? Thì không thì em đứng nói đấy, đấy thì đã bảo cái câu chuyện mọi thứ nó đều là tương đối. Nó không bao giờ là tuyệt đối nhưng ít nhất nó có mốc. Đúng rồi. Nó có mốc chứ mà bây giờ mình đang kiếm 75 triệu một tháng đùng một phát hai cái suy đùng một phát ví dụ như là ông kiếm trong vòng 10 năm đi thì nghe đã khủng rồi đúng không, bây giờ trong vòng 3 năm nữa là khủng thì có gì như tối hôm qua đây Samsung nên đang đang giàu như thế xong vào một đêm mất tận 90% tài sản phá sản luôn đệ đơn từ chức đúng rồi thì ông Bitcoin đấy vâng
đấy sản phẩm cái vụ đấy mà thằng Bitcoin nó giảm đúng một phát bây giờ là còn 10, 15 đâu nó lại lên rồi lại lên 17 đúng không 17 rồi em nghĩ thực ra nó chỉ là quá trình thanh lọc bản thân đấy, nó sẽ xuống nữa nó sẽ xuống rồi nó sẽ lên nó sẽ xuống tất nhiên đâu bởi vì cái Bitcoin là không nó phải lên 100 ngàn lên chắc chắn lên 100 ngàn chắc chắn mọi người như này nha hôm qua anh ngồi với mấy ông liên quan thì em nói như này tức là cách đây khoảng 6 tháng bây giờ 1 năm tức là một cái ông phải bỏ tới 700-800 triệu ông mua một con bây giờ ông gọi là ra giá 15 chẳng hạn đây bây giờ ông chỉ bảo là nhân 2 la đúng không tức là ông chỉ bảo 400 triệu tức là khoảng độ hơn 300 triệu ông mua được một con rồi thì ví dụ như là một cái ông mà ông bây giờ thời điểm này ông có tiền thì ông mua là 2 con ông mua 3 con so với thể ông đang mua thì thực ra thì về bản chất là kinh tế nó suy thoái mà nên nhìn mình thấy là ví dụ nhất là xăng dầu bây giờ nó trượt lên bao nhiêu lần rồi thì như vậy về bản chất là cái coin nó trượt thế nó cũng chuyên thua và nó sẽ gấp thép lên trong vòng khoảng 3 năm nữa hoặc là nó sẽ gấp thép lên khoảng 3 đến 5 lần nữa thậm chí gấp 10 lần nữa chắc chắn thôi vì đơn giản là nó chỉ là một cái công cụ để chống trượt giá và mọi thứ nó suy ra là nó cộng hết cả vào rồi chẳng qua là đến cuối cùng thằng nào còn chờ đến thời điểm đấy thôi chứ còn nói tóm lại là một cái vòng cỗ ấy thằng nào ngồi cuối cùng thì đúng rồi vòng cỗ nó chỉ còn là vẫn chờ giống đất đấy anh bảo thế thôi ông nào buôn cứ đất và khoe tài đến cuối cùng chẳng qua giữ lâu buôn tài không còn dài vốn thì cứ đợi đến lâu rồi thắng thì ông nào cũng bảo anh mua từ ngày xưa rồi chứ có ông nào bảo bây giờ anh vừa mua và lãi đâu vừa mua thì chỉ có mỗi cái là mua xong thấy toàn thấy lỗ nhưng mà vấn đề cái quan trọng là đấy cái tâm lý ấy. Ví dụ cái tâm lý FOMO có nhiều ông này cứ hô hào đi qua cuối cùng là gì tiếp theo trong 6 ông chơi với nhau thì đến mức đến 4 ông vào thì có 2 ông còn lại kể cả có vững tin như bàn hạch thì cũng phải ngó nghiêng được với cả thêm cái nữa là quan trọng nhất trong kinh doanh nó vẫn là tâm lý cái FOMO cực kỳ quan trọng với cả thêm cái nữa là mình phải tin vào cái thứ mình làm chứ không bây giờ thì thực ra nó thật là sau khi ngồi nghiên cứu mấy năm với tài chính thì em thấy đúng là nó là cuộc chơi của những người lùa gà đúng. Lùa vào xong nó thả ra xong lại lùa vào như bây giờ em để chứng khoán cái khoảng 1 năm có khi là bây giờ cái gọi là cái cổ nào ấy mà gọi là vững lắm thì có khi mất tới 50% như thằng S&P là cái thằng cổ phiếu vững nhất trên cái thị trường nó mất tới 40-45%. Cái ông Hòa Phát nhỉ? Hòa Phát mất thật khủng khiếp tới 70-80%. Không khiếp thật mình bảo thế này thì công ty nó còn bao nhiêu á cho kể cả bất động sản nhé công ty bất động sản bây giờ nó cũng phải mất công ty và đến 80% 80-90% là bình thường vì thế nên thằng về cái thời điểm này ông nào có tiền là mua và ông nào có tiền là ông làm giàu cũng được bây giờ ông nào có chụp tiền tôi chỉ cho ông lại cái chẳng cần gì đâu 3-4 năm có khi lại nhân cấp số nhân thì tính ra nhé nếu bây giờ mà có tiền ôm thì chờ đi thì thế nào nó chẳng phục hồi đúng không nó chẳng phải đẩy lại anh nói em nghe ví dụ như Hòa Phát này bây giờ cái thời điểm của nó là đâu đó khoảng 50-50 đúng không? Bây giờ nó còn có 13-12 hôm qua là nó xuống 12-13 đúng không? Bây giờ chỉ cần quay lại cái đỉnh cũ thôi bây giờ ông đang 12 bỏ 1 triệu cổ phiếu của nó tức là khoảng 12 tỷ sau khi nó chỉ cần tính lật lại cái nó về lại đỉnh thôi là ít nhất là về lại đỉnh cũ về là đúng nó khoảng là ông nhân lên 45 tỷ ông có 12 tỷ thì cũng phải rõ ràng. Thế vì thực ra mình tính cái cuộc chơi này đằng nào nó chẳng phải quay lại. Đúng rồi. Tại vì nó tích lũy bao nhiêu lâu thì nó vẫn phải vượt lại đỉnh chứ làm sao nó được. Nhưng mà vấn đề là nó lại quay lại thêm một cái tâm lý ông nào mà có thể là ngồi trên một cái đống đại ba là như thế mà ông không thì bây giờ thì nó bảo chỉ có mua vào cái đấy và quên đi thì sau đó đến một ngày đẹp trời tự dưng dở ra là có tiền thế thôi chứ còn bảo bây giờ ngồi cái đợt em thấy có mấy thằng ấy ví dụ như mọi người mua ngày xưa lâu lắm mọi người là nên ngắm một vài những cái mọi người ở đây giống như thằng Warren Buffett nó vấn đề nó là cái thằng tỷ phú nó cũng như cái thời điểm bây giờ trong cái xã hội đang hoảng loạn đúng không bây giờ em nhìn và đi đâu cũng thấy hoảng loạn xăng dầu các thứ hoảng loạn bây giờ mà em chọn được một cái cổ mà nó gọi là định giá thấp hơn cái giá thị trường của nó vấn đề là phải có cái mua được em cần bỏ cái khoảng 30% vứt đấy giống như cái sổ tiết kiệm vứt đấy khoảng 2 năm thôi rõ ràng khi mà mở ra nó là một cái rất là hay nên chung quy lại giai đoạn này bây giờ có 2 việc phải làm lớn việc thứ nhất là những cái gì đang kinh doanh được ra tiền thì tập trung vào một kiếm đừng có nghĩ nhiều làm gì không giờ này mà đầu tư cái mới thì có chết phần việc thứ hai nữa là bắt đầu đi mua lại những cái xác chết đứng rất ngoài vấn đề đó ông phải biết là cái xác đấy cái đấy nó chết chứ là nó chết lâm sàng hay là ông chết luôn mẹ thế đấy chết luôn đấy giống như hai cái một là Đỗ Quân đấy Đỗ Quân biến
Mà nó tóm lại là bây giờ câu chuyện nó còn vượt lại được. Nó chết lâm sàng, ví dụ bây giờ mà một công ty mà ví dụ cái thằng mà phan có mấy cái lý do mà để nó cổ phiếu nó xuống, bọn nó chỉ là do yếu tố hormone giống về vĩ mô thôi. Chứ còn về bản chất bây giờ thị trường thiếu thì chỉ cần giải quyết lại ổn định một cái là nó lại thảy lại thôi mà. Cái đỉnh quan trọng là cái đỉnh, đúng không? Bây giờ ông đang ở sàn rồi, đúng không? Bây giờ cái đỉnh của ông đang, bây giờ tôi cứ tính giả sử tôi lên đến 2/3 đỉnh của ông rồi, làm được thắng được. Không, với cả thêm một việc nữa là mình phải xác định là cái thế giới này, anh đọc chính sách tiền tệ rồi đúng không? Em nghĩ là do mấy ông điều hành hết, mấy ông đấy đều chỉ nghĩ một điều đơn giản là xã hội dạo này nó đứng ngon ngoan quá, lâu lâu phải làm một cái gì đấy cho chúng nó có biến một tí thì mới giàu được chứ, thì mới đẩy thằng Facebook trên bên này đập chết một thằng khác lên, vì nó cũng để lâu quá rồi. Bởi vì tại sao bây giờ nó lại đang có rất nhiều liên minh tiền tệ, liên minh tiền tệ có Nga, có Trung Quốc, bởi vì bây giờ mọi người sẽ thấy là cái thị trường nó sẽ lập ra một cái phép thứ hai ấy, nó giống như là cái phép của Mỹ, trong đó có liên minh Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và các cái thứ đấy, nó lập ra để nó tránh cái phụ thuộc vào thằng phép. Cái thằng phép rồi nó đưa ra một cái thằng chủ tịch phép, nó ho hắng một phát là cuối cùng là thị trường bất đại là nó chỉ cần tăng lãi suất, nó cứ tăng lãi suất thì ngày hôm sau là thị trường cứ đỏ lòm. Nó chỉ cần ho phát là mười ông. Nó thực ra thì nó cũng là một cái yếu tố mình nhìn thấy là nó thời thế sinh anh hùng thôi. Bây giờ chỉ có mỗi cái trước tiên là cố gắng ngậm sâm trải qua giai đoạn này. Thế còn đôi bên chỉ có ngậm sâm trải qua giai đoạn này là gì đấy? Nó không nữa thì chuyển sang đi bán đồ thờ như em thôi, đi bán tới người chết gì đó. Bán đồ thờ thì là tăng lớn. Không, năm nay bán đồ thờ, năm nay chán. Chung mà không chỉ bán cho người chết là bán tiểu quách năm nay hiểu được. Còn bán đồ thờ thì năm nay nó không có tiền nữa rồi. Nó không có tài. Nhắm đại bán quan tài. Bán quan tài chết ra. Bán quan tài. Xong bán thêm mấy cái đồ ăn uống, những cái đồ mà bước là mồm. Mà cái gì mà nó cứ rẻ mà ăn được lâu, tích lũy được là người ta mua. Ok, rồi tiếp theo, con làm nốt cái. Thứ hai, hỏa táng bây giờ là ra xương luôn mà. Quan tài bây giờ là ít nhá. Quan tài bây giờ là không thua. Hỏa táng. Bây giờ con phải đi bán sâm. Vậy rất nhiều người chuẩn bị chết lâm sàng. Cái thứ hai, sau khi xây cái này ra rồi đúng không, thì bắt đầu phải tiến hành là thiết lập đo lường các cái điểm tiếp, điểm chạm với khách hàng để thiết lập ra được cái bảng 3C hiện tại. Nghĩa là tất cả các kênh kinh doanh bây giờ 3C hiện tại là bao nhiêu phải đo. Đúng chưa? Cái việc này việc thứ hai phải làm. Việc thứ ba là bắt đầu từ hai cái chỉ số này là bắt đầu xây dựng lại các cái điểm chạm và đối tượng khách hàng để đáp ứng được với mục tiêu đề ra. Việc thứ tư đó là thiết lập các cái kênh để chúng ta có thể là gì, là để chạm vào khách hàng và đo được điểm chạm. Cho nên đấy là lý do mà em có nói với anh Tuấn là phải đẩy ngay lập tức Google Search AdWords, chạy YouTube, chạy Facebook, phải làm luôn, không cần nhiều tiền nhưng mà phải chạy. Tại vì cái này nó giống như việc là mình đang bị một cái là anh giống như là anh đang lái máy bay nhưng mà không có radar ấy. Đúng không? Bây giờ bắt đi thả bom nhưng mà không biết là thả vào chỗ nào, trên máy bay thì đầy bom, nhưng bay bây giờ bay lâu thì hết dầu, cho nên bây giờ phải bay ra, phải có radar, ít nhất là phải có cái điểm chạm, thấy ở chỗ này nó le lói lên một cái tia hy vọng là cần phải đến đấy thả bom như gì nữa, không làm sao mà làm được. Việc thứ năm làm là phải thiết lập lịch báo cáo. Cái này là định kỳ luôn, là đến giờ là tất cả các cái điểm chạm và các chỉ số này là nhân viên phải báo cáo lại. Rồi, năm việc phải làm. Thế trong đó có lẽ là anh em mình sẽ phải làm sớm cái vụ chạy quảng cáo. Chiều nay về em sẽ gửi cho anh cái phần kế hoạch đánh chặn trước để cho anh em ở đây còn phải biết là thế thì cuối cùng mình đang đứng ở chỗ nào, mình đang có cái tỷ lệ như thế nào, thiên hạ nó đang có tỷ lệ ra sao. Tại vì nó hay này, anh nhìn nhé, khi mà chạy AdWords lên rồi thì anh em mình sẽ đo được là thằng nào nó đang chạy quảng cáo, nó đo luôn ra được. Mà biết nó chạy quảng cáo rồi thì mình sẽ làm được cái là hiểu là mình với nó như thế nào đây nhé. Nó có cái mà gọi là thông tin chuyên sâu về đấu giá. Ví dụ như này,
Đây, như vậy là anh nhìn thấy là ở cái mảng ấm chén này. Thế như vậy là có bao nhiêu thằng đang quảng cáo? Thấy chưa? 10 mấy thằng? 16 thằng đúng không? Và như vậy thì em đứng thứ mấy? Em đây, thực ra em đây, em là hai thằng này, ba thằng này đều là em này. Tức là em nhất này. Sao ạ? À? Thì em là ba web, táng như sao nữa. Đấy, ba cái này là của em. Như vậy cái thằng trên này nó đang bị vấn đề là gì? Thằng này này. Nhìn đây biết ngay thằng này đang bị em chia đều. Đấy, ba chỗ đấy, ba cái đều là của em. Mỗi em chỉ chiếm tầm này thôi mà nó lên tận 77, suy ra đơn độc giá ra. Đây này, nó hơn mình ít nhất là chỗ này hơn mình khoảng tầm 1,6 lần. Như vậy là thằng này nó đương bị trả đắt hơn mình 1,6 lần này. Nhưng mà thời gian hiển thị của nó chỉ được bao nhiêu phần trăm thôi? Mà mình được năm mấy? Thì nghĩa là sao? Nghĩa là tiền thì ngân sách thì ít, nhưng mà giá thầu cho từng từ khóa lại cao, cho nên là hiển thị không tốt. Nó không khác gì mẹ cho có 10.000 nhưng mà bắt ra kia phải đi ăn phở ấy. Chưa? Nhìn đây biết là thằng này bị em làm giá, em đẩy ba web này em đống giá vào, thế là ông bị vọt giá này lên. Thời gian hiển thị không ít, như vậy ông không chơi được mình rồi. Tính tổng thời gian hiển thị của mình đây lên tới tận 80% luôn mà. Nên nhìn phát ra đây biết ngay là trên thị trường có bao nhiêu thằng chơi cùng với mình. Nó có 90% biết hết. Ok, thế như vậy anh Tuấn hiểu vấn đề chưa? Thì từ đó suy ra điều gì? Thực ra là khi mà học như thế này thì nó là cũng phải ngấm dần dần. Tất nhiên là khi mà học để anh biết thì cái tổng thể của mình là sẽ phải mình cần làm cái gì. Còn khi mà để mà hiểu bản chất rõ thì khi đấy là mình sẵn sàng mình làm sau cái làm đó thì mình ok. Nhưng mà trước tiên là anh hiểu là hóa ra là mọi thứ này đều quản trị đó. Tất cả mọi thứ là đều trên bàn tay mình. Mình học thì mình biết mình quản trị. Chứ còn bây giờ mình không học thì không chịu. Không biết kiểu gì, bởi vì thực ra là như trước đây như cái đại nhé, chỉ có kinh doanh người ta đưa một vài những cái ảnh chụp hàng hóa thực đưa lên là hàng A, hàng B, chúng em đã có sẵn giá tốt thế này kia, nhưng mà thực tế là anh khi mà anh vào anh xem, anh có cái theo dõi ở trên đấy, anh xem thì thực tế ở đây thì rất ít người xem và rất ít người ta ấy lại. Thế cả cái nữa là cái dữ liệu anh báo cáo lúc trước anh không hiểu là số gì, nhưng bây giờ anh nhìn rõ rồi, anh nhìn đánh ngay rồi. Ok. Như vậy là sau buổi ngày hôm nay biết phải giao cho anh em làm gì chưa? Lúc này thì anh mới hiểu là tại sao em lại yêu cầu anh làm bảng canvas, xây dựng mục tiêu, thiết lập chỉ số, nghĩa là anh phải định lượng được là thành công của anh cái chỉ số là gì. Thì khi anh giao xuống cho các bạn đấy thì các bạn đã biết là đây là mục tiêu của công ty và đây là cái hiện tại mà anh em đang gặp phải. Thì như vậy là bắt đầu mới xây dựng lại điểm trạng, xây dựng lại đối tượng, bắt đầu cố gắng là mỗi ngày tốt lên 1% để đạt được mục tiêu công ty đề ra. Còn nếu mà không may mà test phát lại thấy tỷ lệ công ty đề ra thấp quá so với cả thực tế thì sao? Thì nghĩa là đang gọi là gì, đáng nghĩa được giàu nhưng mà quên mất thì không chi tiền thì là chi phát. Đấy, công việc nó sẽ là như thế. Sau đó bắt đầu mình chạy cái điểm chạm nào demo được mình chạy, sau đó mình tìm kiếm khách hàng, nó sẽ ra được vấn đề. Và như vậy anh nhìn thấy là để vận hành một công ty mà doanh số tăng lên rất là nhiều so với bây giờ là có thể anh bắt đầu anh thấy là có hướng làm chưa. Cái quan trọng là sản phẩm đó, test thị trường mà thấy ngon thì nhảy vào. Tức là lúc này là anh không cần phải nhập nhiều hàng về nữa. Mà câu chuyện của anh là câu chuyện về việc lên ý tưởng dùng test, đo tỷ lệ. Nhiều khi là chỉ cần làm một sản phẩm, một hoặc hai sản phẩm. Thế cái việc của anh là cứ thế anh tìm dần. Và anh xác định này,
là anh làm nhiều dòng hàng, và cứ dòng hàng này tốt thì anh sẽ làm hàng mới, sau lại bổ sung nhân sự vào mới, lại bổ sung cứ thế cứ chạy chạy. Và như vậy anh thấy là đến một ngày dòng tiền mà để kiếm về cho anh được một nhân sự này kiếm được 75 triệu một tháng, và anh biết là họ có thể làm được, thì họ lại quản lý nhiều đầu hàng. Tức là mình sẽ bóc nhỏ cho các bạn đấy. Thì đấy là mình sẽ biết là mình sẽ xây dựng khoảng bao nhiêu đầu hàng. Đúng rồi, chính xác. Tức là việc đấy nó giống y hệt như là anh em mình nhảy vượt rào ấy. Thì các bạn này biết luôn được việc đấy. Và không bị rơi vào cái trạng thái rồi. Anh ơi, bao giờ em giàu? Giàu được, có luôn đây này. Làm đủ 15 dòng sản phẩm, mỗi dòng như thế này, mỗi tháng làm một cái, mày làm tốt đi. Là phải bơm bao nhiêu? Sau 15 tháng sẽ giàu. Công ty phải bơm vào bao nhiêu và vốn bao nhiêu, store bao nhiêu, rồi bao nhiêu, chi phí bao nhiêu. Và lúc đấy thì anh mới thấy là gì, tại sao có thể chấp nhận đi vay. Đi vay về mà chạy tỷ lệ chuyển đổi tốt, đứng nguyên được thì vẫn lãi, bởi vì lúc ấy mình phải xác định là gì? Là bản chất là anh em mình sẽ trở thành nhà đầu tư tài chính. Cái việc kinh doanh bây giờ nó cũng trở thành một cái dòng tiền business. Nhưng mà khi làm cái này được thì mình mới quản trị được. Mọi người mới có cảm giác là vứt vào đây nó an toàn. Không như thế thì bản thân những người làm thì người ta biết rằng là cái năng suất, cái hiệu quả của tôi đúng rồi, chính xác, thì là mình có thể đưa lên cái ban đảm bảo. Tại vì bản chất là tôi với các bạn là vạch cái này ra là chuẩn luôn rồi gì nữa. Công ty lãi bao nhiêu, số liệu như thế nào anh em đều biết cơ mà, chứ có phải là không biết đâu. Thì khi đấy anh em có quyền ngồi nhau để làm thắng nhau, ví dụ là tôi chi như này, nó chỉ phải như thế kia, ok. Và lúc đấy mọi người có vui vẻ không? Vui vẻ thì chia chứ sao đâu, tại vì cái này nó bánh mở mà. Và cái nữa là công ty chấp nhận là bỏ tiền này, bỏ vốn này, bỏ thương hiệu này, bỏ quan hệ ra để làm trước cho anh em rồi. Còn anh em có muốn kiếm tiền không, nhảy thôi. Chỉ có cày thôi đúng không? Mà lại cái nữa là lại làm mẫu cho lấy chỉ số rồi. Mà chỉ số nó giống như kiểu dọn cỗ rồi, để lên bàn rồi, hướng dẫn nghề rồi. Chỉ vấn đề là ông ăn hay không? Đúng rồi, chính xác. Câu chuyện lúc này phải nói thật là chỉ có ăn không hay ông mắc bệnh là chán ăn kinh niên. Thì lúc đấy chịu rồi. Đấy thì anh hiểu rõ chưa? Nên anh thấy là vận hành kinh doanh hay lắm. Nó nếu mà áp dụng công nghệ vào cảm giác nó mới nhẹ nhàng. Chứ còn ra là nó tất nhiên là nó còn có bằng người định hướng là cái lần nữa là mình sẽ phải tập trung vào cái trend nào. Thì rõ ràng thì cái đấy nó lại là liên quan đến vấn đề của anh rồi. Tại vì anh là người anh dẫn anh em đi. Anh em chỉ biết một cái là theo anh Tuấn bảo là thị trường ngon thì anh em đi. Đúng không?